Đây. Tối nay lên à xả phao nha các chị ơi, đồng giá 49k nha mọi người. Xỉ giá 39k các chị ơi, hàng bao đẹp luôn, hàng nhà khắp rồi nha mọi người. Mọi người đang xem live chấm bài cho em này. Hello chị Nguyễn Liễu. Hello mấy chục con. Rồi em bán 5 chiếc đầu tiên với giá 29k nha mọi người. Áp dụng cho ai sẽ like cho em nha. Đập heo xong cái là vi vu luôn rồi, đâu có cần like nữa đâu. Rồi các chị ơi, em tặng 5 chiếc đầu tiên với giá 29k nha mọi người. Áp dụng cho ai sẽ like cho em nha. Ba xịn sò luôn, hàng giặt hấp rồi nha. Rất siêu mới. Tối nay có đá bóng bật 4G like đi, nhưng mà khổ nỗi 4G của Phụ nó yếu lắm luôn, không like được. Rồi các chị ơi, tặng bán 5 chiếc đầu tiên với giá 29k nha mọi người. Áp dụng cho ai sẽ like cho em. Hello chị Min Min. Các chị ơi, vô săn like mọi người, săn 29k mọi người, nhớ chia sẻ like cho em nha. Hello chị Dương Kiều. Hello chị Hiền Mây, Hiền Ly. À, các chị ơi nhớ chia sẻ like cho em này. Còn áo phao đơn trước còn giữ cho chị không? Hình như xả rồi chị ơi, có một cái mà không chốt đơn hình như xả rồi á. Miju. Hello mọi người. Rồi các chị ơi, bán 5 chiếc đầu tiên với giá 29k nha mọi người. Mọi người nhớ chia sẻ like cho em ha. Phong này nó 50 kg mắc đẹp mọi người, 29k này. Ba xịn sò luôn, hàng giặt hấp rồi các chị ơi. 29k cái này nha mọi người. Rồi các chị ơi nhớ chia sẻ like cho em nha mọi người. Mã 37729k cho em ha. Mã 37729k xịn sò luôn mọi người. 37729k. Pha siêu đẹp luôn nha mọi người. 37729k mọi người nhớ chia sẻ like cho em nha. 5 chiếc đầu tiên với giá 29k nha mọi người. Áp dụng cho ai sẽ like cho em nha. Rồi các chị ơi, 37729k. 37 chị Linh Chi. Đồng giá 49k mọi người, nhưng mà em bán 5 chiếc đầu tiên với giá 29k nha mọi người. Rồi lên con này các chị ơi, con này xịn sò luôn này mọi người. Con này bao đẹp luôn. Con này các chị ơi, 55-58 kg mới đẹp ha. 55-58 kg một cái phao dài nha mọi người. Mã 290-29k. Mã 290-29k cho em. 290 mọi người, 29k. 290-29k mọi người nhớ chia sẻ like cho em nha các chị ơi. 290-29k rồi, lên một con dài dài nè mọi người. 290 cho chị Nguyễn Liễu. Trời ơi, một con siêu phẩm các chị ơi. Sao? Một con siêu phẩm 29k nè mọi người. Nhớ chia sẻ like cho em nè các chị ơi. Mọi người bên hội nhớ chia sẻ like cho em nè. Hello chị Trang Thanh Đoàn. Lâu rồi mà thấy chị Trang Thanh Đoàn nè. Mọi người, chị Ngọc Hương mọi người comment sau rồi các chị ơi. Chị Đỗ Huyền comment sau rồi, cái này bên hội nha em. Rồi lên con này các chị ơi, 55 kg mà đẹp mọi người, xịn sò luôn. Con siêu phẩm này mà không chốt được thì rất là tiếc nha các chị ơi. 29k. Áp dụng cho ai chia sẻ like cho em. Rồi mã số 429k cho em mọi người. Mã số 429k, cái này đẹp quá. Mã số 429k cho em nha mọi người. Số 429k, em quay cái cây sực sực qua đây xíu này. Số 429k cho em. 42 cho bé chủ con Hoa Xin Chi. Sao? Chị nói cái đó bên hội mà. Nãy giờ em quốc toàn bên Phong Mai không à? Cái đó bên nào? Cái này bên cái mà em đang chốt bên nào vậy? Nãy giờ em chỉ thấy em chốt toàn bên cái măng sót không à? Đâu bên hội chưa được cái nào hết nè. Bên hội sau mà, họ xin chơi vào đây sau mà. Nhưng mà chị đã nói là một cái bên hội. Hai cái bên hội hàm một, hai cái bên phong bay. 290, cái đây mã số bao nhiêu? 42 đúng không? Mã 42 cho chị Hoa Xin Chơi. 42 cho chị Hoa Xin Chơi nha mọi người. Rồi lên con này các chị ơi, 55-60 kg đẹp mọi người. 55-60 kg. Số 42 mọi người, số 42 là của chị Hoa Xính Chi nha. Hai chiếc bên hội và hai chiếc bên phong bay nha mọi người. Tại vì em đang like hai trang nha mọi người. Rồi lên con này các chị ơi, 55-60 kg đẹp, cái này có mũ nha mọi người. Mã 273-29k cho em ha. 273-29k cho em mọi người. 55-60 kg, mã 273-29k. Mọi người nhớ chia sẻ like cho em nha các chị ơi. 273-29k, ba tịt sò luôn. Em đang bán với giá 29k, áp dụng cho ai chia sẻ like cho em nha. Rồi 273 cho Linh Chi được cái nào chưa? Chưa. Linh Chi một cái này. Linh Chi chị Minh Minh comment sau. Rồi lên con này các chị ơi, 50-52 kg mọi người. 50-52 kg có đẹp không? 50-52 kg đẹp, mã 13-29k cho em ha. Mã 13-29k, hello chị Trân Bùi. Mã 13-29k. Rồi các chị ơi, đồng giá mọi người, đồng giá 49k nha mọi người. Đồng giá 49k, tối nay là xả pha nha các chị ơi. Chất 3 mờ đúng nè mọi người. Hàng giặt hết rồi nha các chị ơi. Ôi cái này mà mai em sửa khóa này cho mọi người, nó bị chạm mất cái kia rồi. Cái này dạng bomber đẹp lắm. Cái này dạng bomber 13 chị Nguyễn Sa. Hơi bị xịn sò con này đúng mọi người. 60 dạng form resize này các chị ơi. Nó bị dư dây khóa nhưng mà nó không sao đâu, ngày mai em sửa cho. Tại vì nó vẫn khéo lên bình thường. Chắc em đang là đập quá nên nó
Rồi cái này các chị ơi, mã bomber cho em 50k. Nguyễn Sa là số điện thoại tên. Mã bomber cho em mọi người, xịn sò luôn nha mọi người. Mọi người nhớ lên số điện thoại cho em các chị ơi. Nhớ lên số điện thoại cho em ha. Rồi bây giờ là đồng giá 49k nha mọi người. Áp được ai sẽ like cho em. Rồi lên một cái áo lông nữa các chị ơi. Xịn sò quá này mọi người. Form resize. Form resize các chị ơi. Form resize mã 347 cho em mọi người. 347 form resize mã 347. Con này bao đẹp luôn. Bomber cho chị Huỳnh Lan Thanh Trúc. Lên số điện thoại cho em mọi người. Mọi người nhớ lên số điện thoại cho em nha. Pha vàng cho mọi người luôn các chị ơi. Trời ơi, một con pha vàng nè mọi người. Dạ cho kiểm tra hàng các mọi người. Không, chị nhận hàng chạy 30k ship cho em nha. Trời ơi, xuất sắc cho mọi người. 55kg mà đẹp, tối nay là xả hàng nha các chị ơi. Tại vì em không nhập pha nữa nên mới xả hàng cho mọi người nha. 2 347 cho chị em. Hả? 347 cho chị Bùi Thị Hồng Vân kìa. 347 cho chị Bùi Thị Hồng Vân. Rồi chị Lan Kim comment sau. Rồi lên phong này các chị ơi. Mã số 2 cho em mọi người. Mã số 2 đẹp lắm. 55 cái đẹp mã số 2. Cái này phao béo nha mọi người. 55 cái đẹp mã số 2. Đầm Dung em hết hàng rồi mọi người. Đầm Dung hiện tại giờ là hết hàng rồi nha. 2 chị Trang Thanh Đoàn. Số 2 chị Trang Thanh Đoàn. Mọi người comment sau rồi nè. Chị Đỗ Huyền comment sau. Rồi lên phong này các chị ơi. 50kg đẹp mọi người. 50kg mã 11. 50kg đẹp mã 11. Đồng giá 49k hàng gạt hấp rồi nha. Siêu mới luôn. Mã 11 cho em. Hàng giặt hấp rồi nha các chị ơi. Chất 3 mới nha mọi người. Mã 11 cho em. Có cả da lộn nữa mọi người. Trời ơi, bên trong lóc lông nè mọi người. Cái này da lộn bên trong lóc lông ha. Đồng giá 49k mọi người. Hàng giặt hấp siêu mới. Rồi lên con này các chị ơi. 48-50kg đẹp mọi người. Con da lộn này xịn sò quá nè. 48-50kg mã 81. 48-50kg đẹp mã 81 cho em ha. Mã 81 có giá ngắn đó mọi người. Mã 81 đồng giá 49k, xỉ là giá 39k nha mọi người. Mã 81 siêu mới. 81 thì Trang Thanh Đoàn, Hoa Xuyên Chi sau. Mẹ chị móc thịt comment sau luôn này nè. Móc thịt comment sau rồi nha chị ơi. Cái con dây khỏe này xin lỗi mai em sửa cho nha mọi người. 60 cái đẹp mọi người. 60 cái mã vàng cho em ha. 60 cái đẹp mã vàng các chị ơi. 60 cái đẹp mã vàng. Mọi người cố gắng chốt đơn cho em nha mọi người. Đơn lại hai chiếc em mới đi hàng ha. 60 cái đẹp mã vàng. Dây khóa là em sẽ bao lỗ cho mọi người nên mọi người khỏi phải lo nha các chị ơi. Mã vàng chị Trang Thanh Đoàn này. 55 cái đẹp mọi người. 55 cái mã 173. 55 cái đẹp mã 173 cho em ha. 173. Chị Lan Kim comment sau rồi chị ơi. 55 cái đẹp mã 173 pha xịn sò luôn, hàng giặt hấp rồi nha mọi người. Mã 173 tối nay là xả hàng các chị ơi. 173 cho em ha. Rồi lên con này có mũ nha mọi người. Có 49k một chiếc thôi, xỉ là giá 39k nha mọi người. Có cái nào chống nước không? Có lẫn lộn không mọi người? Theo dõi like giúp em. Có da lộn nha mọi người. 48-50kg mọi người. Size S mang đẹp mã số 8. Size S mang đẹp mã số 8 cho em ha. Size S mang đẹp mã số 8 mọi người. 48 cái đẹp mã số 8 cho em ha. 48kg mã số 8 có cả da lộn nữa các chị ơi. Rồi lên một con da lộn lóc lông này mọi người. Lên một con da lộn bên trong lóc lông nha các chị ơi. Siêu mới con này luôn. Lên con này mọi người. 55kg mang đẹp các chị ơi. Con này size M mang đẹp ha. Size M mã 36. San mờ mang đẹp mã 36. Bên trong lóc lông nha mọi người. 30 chiếc trở lên mọi người sẽ được tính giá xỉ 39k nha mọi người. Hàng bao mới cho mọi người luôn. Mã 36 hàng giặt hấp rồi nha. Chị Trang Thanh Đoàn. Hàng này là hàng giặt hấp rồi nha các chị ơi. Mọi người khỏi phải lo về chất nha mọi người. Ôi lên một cái con này đập của lại nó này mọi người. Đi em co thử con. Min min sao. Cái này nó bị lỗi nhẹ rồi em tặng mọi người nha. Cái này bị lỗi nhẹ tặng rồi nè. Dễ thương lắm mọi người. 52kg đẹp các chị ơi, cái này tặng cho em. Nó màu đen nhưng mà nó kiểu dạng như kiểu nó tróc em không, em còn lâu lâu mới thấy cái này mọi người. Nó bị lỗi nhẹ các chị ơi. Tặng. Tặng chị Min Min kẹo ngọt sao. Đơn lẻ 2 chiếc là đồng giá 35k nha mọi người. Đơn lẻ 2 chiếc đồng giá 35k, còn cứ 5-6 chiếc trở lên là tiền chiếc khác nha. Rồi lên phong này các chị ơi. Phong này mọi người 55-56kg mà đẹp mọi người. 55-56kg cái này da lộn luôn nha mọi người. 55-56kg mã 172. 55-56 cái đẹp mã 172 cho em ha. 172 bên trong lóc lông nha các chị ơi. Mã 172 đồng giá 49k, xỉ giá 39k nha mọi người. Hàng bao đẹp luôn, hàng giá hấp rồi nha các chị ơi. Rồi lên form này mọi người, xuất sắc cho 172 chị em. Form này các chị ơi, 55-56 kìm. 55-56 cái đẹp mã đỏ. Chốt ngay vào liền cho em mã đỏ nè mọi người. Ba mới luôn, mã đỏ cho em. Con này xịn sò lắm mọi người. Mã đỏ, con này khỏi phải bàn luôn nha. Phao nhẹ nè, đẹp lắm. Mã đỏ cho em. Đỏ nha mọi người. Có 49k một chiếc không mọi người? Chốt ngay vào liền cho em. Chốt ngay vào liền mọi người. Chị Phương Vạn comment sau này. Lên con này các chị ơi, 52kg mọi người.
đẹp chưa? 52 cây mã 912. 52 cái đẹp mã 912 cho em ha. 912 ba xịn sò luôn. Mã 912. Mã 912 phao nhìn to thế nhỉ? 912 chị Kiều ạ. Mã 912 tại vì phao mình nhìn nó phồng vậy thôi chứ. Mã 912 cái cây nó muốn sập thôi. Hả? Rồi nó nghiêng qua một bên rồi. Mỹ lệ sau. Rồi lên phao này các chị ơi. 55 kỷ mà đẹp mọi người, cái này cầu mũ nha mọi người. 55 kỷ mã 60. 55 cái đẹp mã 60 cho em ha. Mã 60 mọi người. 55 cái đẹp mã 60. 55 cái đẹp mã 60. Em nói thang nó mới lắm các chị ơi, bởi vì cái hàng này hàng giặt hấp hết rồi nha mọi người. Hàng giặt hấp hết rồi ạ. 60 chị Nguyễn Liễu. 45 kỷ mọi người, size S. Đoàn sau. Kiều ND sau. Size S mã 565. Size S mang đẹp mã 565 cho em ha. 565 các chị ơi. Size S mang đẹp mã 565, form này có khoảng 35 kg là mang ok nha mọi người. 35 tới 45 kg là mang đẹp nha. 565. 565 cho chị Kiều Ngọt, mất thịnh sau. Chất nó mới lắm mọi người, mọi người tranh thủ chốt đi các chị ơi. Tại vì bữa nay em xả cái lô này nữa này em không có nhập phao nữa đó mọi người. Rồi lên phao này các chị ơi, 50 51 kg mã 626. 50 51 cái đẹp chốt ngay về liền cho em mã 626 xịn sò con này luôn, mã 626. Có chị ơi, chị Vũ Hương ơi theo dõi like giúp em nha. Mã 626. Có phao 65 thì có nha chị ơi. 626 chị Huỳnh Lâm Thanh. Bao đẹp. Bao đẹp mọi người. Size S mọi đẹp nè các chị ơi, xinh chưa? Size S mọi đẹp mọi người, mã xanh cho em ha. Size S mọi đẹp mã xanh. Size S mọi đẹp mã xanh cho em các chị ơi, chốt ngay và liền. Chốt ngay và liền cho em mọi người, mã xanh bao đẹp. Size S mọi đẹp mã xanh. Tối nay là em đang xả hàng nha mọi người. Đơn lẻ 2 chiếc em mới đi hàng nha. Và ai đơn lại mọi người nhớ lên số điện thoại giúp em ha. Mã xanh chị mốc thận hả? Mốc thận lên số điện thoại cho em này. Đồng giá 49k mọi người. Ui cái con này là xịn sò quá mọi người. Con này các chị ơi 60kg nha mọi người. 55 60kg mới đẹp quá chị ơi. 55 60kg mã 86. Cái này còn mũ nha mọi người. Chị Huỳnh 55... Lâm Thanh Trúc lên số điện thoại cho em ạ. À. Không, Huỳnh Lâm Thanh Trúc đơn quen em. Mã 86. 55 60kg đẹp mã 86. 86 ba xịn sò luôn. 86 chị Mai Thị con Thúy Phương. Con này đẹp quá mọi người. Con Minh Huệ sau, Hà Thị Bích Quần sau. Ôi, cái chỗ này nó bị kín đấy. Ôi con này các chị ơi, con này lót lông bên trong nè mọi người. Chị Mai Thị Thúy Phương lên xem cho em ạ. Này mã đỏ hồng hồng xài áp đấy. Cả áo nam không lâu lâu lẫn một con nam á chị ơi. Ôi cái này bên trong lót lông nha mọi người. Form này các chị ơi 60-65kg, ai mới hỏi form 65kg nè. Lâu lâu có mở một con lan con nam á mọi người. 60-65kg đẹp mã 17. 60-65kg đẹp mã 17 cho em ha. Mã 17 cho em, chuẩn bị em like dạ chị ơi, chuẩn bị em like dạ. Em mới về 1000 chiếc dạ nha mọi người. Mọi người theo dõi like giúp em. Tại vì hôm nay mã 17. 17 cho em mọi người. 17 chị Phương Phạm. Trời ơi, lên một con phao có mũ nữa nè mọi người. Lên còn con phao có mũ quá chị ơi. Mọi người comment sau. Xịn sò chưa? 55-58 kiếm đẹp mã 16. Mọi người comment sau mã 17 nữa nè. 55 kg mọi người, mã 16. 55-58 kg mang ok, mã 16 cho em. Siêu mới luôn. Mã 16 ba đẹp. 16 xuất sắc cho mọi người. Mã 16 ai thích nhẹ nhàng thì mọi người chốt cái này. Em cái chị kia là chị Phương Phạm hả em? Dạ. Chụp mặt lên. Rồi lên con này các chị ơi, 50-52 kg mọi người. 50-52 kg. Ngọc Nhi gửi comment sau em. 50-52 cái đẹp mọi người, mã 132. 132 các chị ơi. 50-52 cái đẹp mã 132. 132 chất siêu mới nha mọi người ơi, hàng giặt hết rồi nha. 132. 132 chị Mai Thị Thúy Phương. Lên con này các chị ơi, 50-51 kỷ nha mọi người. 50-51 kỷ mới đẹp các chị ơi, hai chiếc bên em mới đi hàng nha mọi người bởi vì hôm nay xả hàng rồi ha. Mã 12. 12 các chị ơi. Mã 12 ba xịn sò luôn. Mọi người đơn lẻ hai chiếc bên em mới đi hàng ha. Bởi vì hôm nay xả hàng đó rồi, hai chiếc mới đi hàng. Cố gắng lựa đủ nha. Cố gắng lựa đủ những hai chiếc em đi đơn nha. Rồi mọi người có thể inbox qua giúp em nha các chị ơi. Mỹ Lệ comment sau này, 55 kỷ mà đẹp mọi người, xuất sắc mã đỏ cho em ha. 55 cái đẹp mã đỏ. Con này xịn sò quá mọi người. 55 cái đẹp mã đỏ. Con này xuất sắc luôn, mã đỏ. 55 kỷ mã đỏ. Ôi lên một con phao nam này mọi người. Lên một con phao nam này các chị ơi. Con này dễ thương quá mọi người, đỏ cho Phương Phạm kìa. Con này xịn sò luôn. 60-65 kỷ mọi người, mã nam cho em. 60-65 cái đẹp mã nam. 49k mọi người. 30 chiếc mới được tính giá xỉ 39k mọi người. Rồi mã nam cho em mọi người, mã nam.
Nam các chị ơi, đồng giá 49k nha mọi người. Sỉ là giá 39k mọi người. Nam chị Huỳnh Lam Thanh Trúc. 30 chiếc sao? 30 chiếc mọi người mới được tính giá sỉ nha. Rồi lên phân này các chị ơi. 60 ký mọi người, 55 60 ký. 55 60 ký đẹp. 55 60 ký mọi người, mã 188. 188 các chị ơi, 55 60 ký đẹp, mã 188 xịn sò luôn mọi người. 188. Thiệt sự áo pha 49k quá rẻ nha mọi người. Siêu rẻ luôn. Tại vì bữa nay em không có nhập pha nữa nên em xả cho hết hàng mọi người. 188 chị Min Min. Cái này dành cho bé mọi người, dành cho bé có khoảng 30 ký mặc đẹp nha. 30 ký mặc bé cho em ha. 30 ký đẹp mặc bé. Chị Lê Đào comment sau rồi nè. 30 ký đẹp mặc bé cho em các chị ơi, bé. Rồi lên một cái form này có mũ nữa nha mọi người. Cái này có mũ nữa nè. Nam chị quyết định comment sau á chị ơi. Tại vì em chốt theo máy biết em á các chị. Form này các chị ơi, 60 ký mọi người, con này có mũ xịn sò luôn. 60 ký mã 277. 60 cái đẹp mã 277. Con này đẹp quá, là người dạng bomber mọi người, 277. Nam chị bông trà comment sau. 60 cái đẹp mã 277. Con nhiều lắm các chị ơi, tại vì tối mấy trăm cái lận. Tối 377 cho chị Tiến nè. Tuyết đơn sau, Loan bích sau. Rồi 65 ký mọi người, 65 cái đẹp mã xanh. 65 cái đẹp mã xanh cho em ha. Tiến mã xanh hỏi giúp em ạ. 65 ký mọi người, mã xanh. Kẹo Ngọc comment sau này. 65 cái đẹp mã xanh. Tắp siêu mới. Hàng giặt hấp rồi mọi người, khỏi phải lo mà chấp nha các chị ơi. Rồi lên một con màu đen nè mọi người. Cái này size to giống kiểu của Nam ấy nhỉ. Cái này giống kiểu của Nam á mọi người. Lên con thử con. Con này xịn sò đó mọi người. Con này các chị ơi 60 ký mọi người. 60 cái đẹp mã 2, mã 309. 60 cái đẹp mã 309 cho em ha. 309 mọi người. 60 ký mã 309. Ủa em comment trước. Lan Anh comment sau á Lan Anh ơi. Bên em trước theo máy chủ nha mọi người. Bên em trước theo máy chủ nha. Chị Min Min, Lan Anh sau. Rồi lên phần này các chị ơi, 48-50 ký mọi người. 48-50 ký mã 86. 48-50 ký đẹp mã 86 cho em ha. 86 các chị ơi. 48-50 ký mã 86. Mọi người theo dõi like của em nha các chị ơi. Tại vì em chuẩn bị like áo gì nhỉ. Áo dạ mọi người. Áo dạ siêu đẹp luôn các chị ơi. Con này bị lỗi nhẹ nha mọi người. Bán mọi người cái này 20k. Bị lỗi nhẹ bán mọi người cái này 20k nha. Rồi lên phần này các chị ơi, 50-52 ký mọi người. 20k cho em. 50-52 ký 20k. 50-52 cái đẹp 20k cho em mọi người. 20k. Rồi lên con này các chị ơi, 52-55 ký mới đẹp mọi người. 52-55 ký mã 265. 52-55 cái đẹp mã 265. 265 cho em mọi người. 309 em chốt rồi này mọi người. 309 em chốt rồi các chị ơi. 20k chị Phương Phà. Trời ơi một cái size to này mọi người ơi. Size to xịn sò luôn mọi người. Emily sao? Rồi lên phong này các chị ơi. Phong này mọi người, cái này nó bị dồn bông mất tiêu rồi nè mọi người. Em không có bán nhá. Rồi lên phong này các chị ơi, 50-52 ký mới đẹp mọi người. 50-52 ký mã số 2. 50-52 cái đẹp mã số 2. Mọi người cố gắng chốt thì em 2 chiếc về mà đi hàng nha mọi người. Mã số 2. Đơn lẻ cố gắng chốt đủ đơn cho em nha các chị ơi. Mã số 2. Số 2 cho em mọi người. Con này 265 chị Giang Trần. Con này dễ thương quá này mọi người ơi, mà nó bị lỗ nhị. Dạng kiểu dính màu mình màu đỏ mình thôi, nhìn thấy không có rõ lắm đâu. Cái này bán mọi người 20k luôn. Rồi lên con này các chị ơi, 55 ký mã đỏ 20k cho em nha. 55 đẹp mã đỏ 20k. 55 ký mã đỏ 20k. Đỏ 20k. Giang Trần là xuân thỏ cho em ạ. Mã đỏ 20k. Rồi lên một cái form size S mọi người. Size S các chị ơi, mã vàng. Size S nó đẹp mã vàng cho em ha. Size S nó đẹp mã vàng 49k siêu rẻ. Đó cho chị Nguyễn Emily. Size S nó đẹp mã vàng. Và chị Kẹo Ngọt. Vàng các chị ơi. 55 ký mới đẹp mọi người. Mã 44. 55 ký mã 44 cho em ha. Ba xịn sò luôn mọi người. 55 đẹp mã 44. 55 ký mã 44. Mã 44. Ủa lên một cái con áo nam này mọi người. Con này dễ thương quá mà nó bị dây quả nó bị sao rồi, điện co thử mai xử lý cái này. Cái này các chị ơi 65-70 ký mọi người. Mã nam cho em. 65-70 ký mã nam. Mai em xử dây khóa cho mọi người nha. 65-70 ký mã nam. Và em chốt rồi mọi người. Con này size S nó đẹp các chị ơi. Mã 175. Size S nó đẹp mã 175 cho em ha. Chị Kèo Ngọt.
size S mọi người, mã 175. Size S mà đẹp, mã 175. 175. Trời ơi, cái con này nó xịn sò hết cái đó. Em chốt rồi nha chị, Thu Vân Võ. Cái con này đẹp, bao đẹp cho mọi người luôn đi mọi người. 20k, cái đỏ 20k của em ai 55 tỷ mọi người. Con này ba xịn luôn nha mọi người. Nam kỳ mã 46. 55 cái đẹp mã 46 mọi người. Chốt ngay và liền cho em con này ha. Mã 46. Con đẹp lắm, mã 46. 55 kỳ mã 46 xịn sò luôn. 46 chị Hoa Xuyên Chi, Minh Huệ sao? Rồi lên con này các chị ơi. 52 kỷ mọi người, mã 317. 52 cái đẹp mã 317. 317 cho em ha. 52 cái đẹp mã 317. Có 40 có 50k một chiếc thôi mọi người. Giá siêu rẻ nha các chị ơi. Nhớ chốt cho em 2 chiếc BM đi hàng nha mọi người. Trời ơi một cái form size S nha mọi người, mã vàng. Size S nó đẹp mã vàng cho em ha. Size S nó đẹp mã vàng mọi người. Lên một con phao siêu đẹp luôn. Size S nó đẹp, chốt ngay liền cho em mã vàng mọi người. Mã vàng. Và thì kèo ngọt 45 48 kỷ mọi người, mã 48. 45 48 có đẹp mã 48 cho em ha. Mọi người đơn lẻ cố gắng chốt cho em 2 chiếc nha mọi người. Mọi người comment sau mã vàng này, chị Phương Anh với lại chị Phúc Bùi comment sau mã vàng này. Rồi phong này các chị ơi, 60-65 kỷ mọi người. Kiểu này màu đen quá. 60-65 kỷ mã, mã 435. 60-65 cái đẹp mã 435. 435 cho em nha mọi người. 435, bán cái này chắc là hơi mỏng nha mọi người. Bán mọi người 40k này. 435. 435 chị Trang Thanh Đoàn. Rồi lên phong này các chị ơi, 65 cái đẹp mọi người. 65 kỳ mã hồng. 65 cái đẹp mã hồng cho em thôi. 65 kỳ mã hồng. 65 cái đẹp mã hồng chị Thủy Trần. 65 kỳ mã hồng, đồng giá 50k các chị ơi, xỉ giá 40k. Phong này các chị ơi, 50-52 kỳ mọi người. 50-52 kỳ mã 32. 50-52 cái đẹp mã 32 đúng không rồi mọi người. Kiểu mã 32 em đang like hai máy mọi người. Mã 32. 32 tối mai là em lên giải thích cho mọi người nha. 32 chị Trang Thanh Đoàn. À, giờ sáng mai sẽ là áo dạ mọi người. Áo dạ mai đẹp lắm. Size S mà đẹp mọi người. Size S mã số 1. Sáng mai 9:30 sẽ là áo dạ nha. Size S mà đẹp mã số 1. Ai thích là dạ thì mọi người sáng mai mọi người theo dõi like của em nha mọi người. Size S mà đẹp mã số 1. Size S mà đẹp mã số 1 cho em ha. 1 cho Minh Phúc Bùi. Mã số 1. Cái này ghi lê hả trời. Ghi lê 20k mọi người. 50-55 tỷ mà đẹp ghi lê 20k cho em. 50-55 tỷ ghi lê 20k. Minh Phúc Bùi sao hỏi cho em ạ. 55 tỷ ghi lê 20k. Cái này một cái phao dài mọi người. Một cái phao dài có mũ nha các chị ơi. Phao dài có mũ nha mọi người. Lên phao này các chị ơi, 60-65 tỷ mọi người. 60-65 tỷ mã 163. 60-65 đẹp mã 163 cho em. 163 ghi lê 20k cho chị Nguyễn. Cho chị Nguyễn Ngọc Nhi. Các bạn nhớ lên số điện thoại giúp em này mọi người ơi. Mọi người nhớ lên số hoặc có thể inbox qua cho em nha. 435 chốt cho em. 435. Rồi ok kẹo ngọt. Chào chị Anh Chu Lê. Rồi lên cái này các chị ơi, 55 tỷ đẹp mọi người. 55 tỷ mã 21. 55 cái đẹp mã 21 cho em ha. 21 con này xịn sò lắm mọi người. 55 cái đẹp mã 21. Con này hơi bị dễ thương luôn các chị ơi. Mã 21 cho em mọi người. Đồng giá phải 49k nha mọi người. Nhớ chia sẻ like giúp em ha. Nam Lalo có một con mọi người. 48-50 kỷ mã đỏ. 48-50 cái đẹp mã đỏ cho em ha. 48-50 kỷ mọi người. Mã đỏ, các con phao này phao nhẹ nha mọi người. Phao nhẹ này các chị ơi. 48-50 kỷ mã đỏ. 48-50 cái đẹp mã đỏ. Rồi con màu xanh này nó xịt sò này các chị ơi. Chốt ngay và liền cho em size S nè mọi người. 48-50 kỷ mã xanh cho em. Con này xuất sắc quá này mọi người. 48-50 cái đẹp mã xanh. Xanh các chị ơi, 48-50 cái đẹp mã xanh. Con này xịn sò luôn, có mũ nha mọi người. Siêu đẹp, mã xanh. 48-50 kỷ mã xanh. Rồi lên con này các chị ơi, 50 cái đẹp mã hồng. 50 kỷ đẹp. 50 cái đẹp mã hồng cho em ha. 50 kỷ mã hồng, mọi người comment xong mã xanh rồi nè. 50 kỷ đẹp mã hồng. Hồng các chị ơi, cái áo khoác gió này mọi người, siêu mới con này luôn mọi người.
Con này hàng hiệu hàng hoa nha các chị ơi. Nhìn chắc đúng là hàng hiệu, thấy nó biết liền mọi người. Con này các chị ơi, 50-52 kỳ mã hiệu chị em. Con này đẹp quá. 50-52 cái đẹp mã hiệu, xuất sắc con này luôn. Mã hiệu gia lộ đi chị hả? 50-52 cái đẹp mã hiệu. Ok mọi người, thích cái hàng gì em sẽ mã hiệu chị Hoa Xuyên Chi. Lên cái con này mọi người, con này mê luôn. Mà yến sao? Con này mê luôn các chị ơi. Mã hồng chốt cho em. Xuất sắc con này nè mọi người. Chưa. Size M mọi người, mã hồng chị Oanh Bùi. Size M mang đẹp mọi người, xuất sắc chưa? Size M mã số 10. Con này chỉ một tự đẹp cho mọi người. Size M mang đẹp mã số 10. Chốt ngay vào liền cho em mọi người, mã số 10. Khỏi đắn đo, khỏi suy nghĩ luôn. Mã số 10. 10 chị Thùy Linh. Trời ơi, mã yêu sao? Quá. Chị thương quá mọi người ơi, cái này nó đang Thùy Linh lên số điện thoại này. Sao? Thùy Linh lên số điện thoại này. Size S mang đẹp mọi người, mã lông. Size S mang đẹp mã lông cho em thôi. Lông các chị ơi, size S mang đẹp mã lông, ba xịn sò luôn. Size S mang đẹp mã lông. Hello Phương Anh. Size S mang đẹp mã lông. À có cả da lộ một lớp nữa mọi người. Xin lỗi em sẽ like nha mọi người, da lộ một lớp luôn. Mã lông. Để cho máy da lộ hả? Mã lông như Trần Phương Anh lên số điện thoại cho em này. Rồi lên con này các chị ơi, 55-58 kỷ mọi người. 50k một chiếc nha chị Anh Bùi. Mã 20. 55-58 cái đẹp mã 20, xỉ giá 40k. Mã 20 cái này gia lộ một lớp nha mọi người. Mã 20 gia lộ một lớp ha. Mã 20. Dễ thương lắm các chị ơi, mã 20. Rồi để mai Phường Phường lọc áo gia lộ cho. Hiệu của ai nhỉ? Ok chị Thùy Linh. Rồi lên con này các chị ơi, 55-58 kỷ mọi người. Em chụp màn hình chị Trần Phương Anh này kìa. Ô cái lâu lâu mới có cái à. Rồi đây các chị ơi, mã đỏ cho em mọi người. Mã đỏ. Đỏ cho em mọi người. Đỏ chị Min Min. Hello Su 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 Phi. Ui cái con này mọi người, một con siêu phẩm hàng. Like file chị. Hả? Like file hỏi rồi ok. Like lẫn lộn cho mọi người nha. Ôi trời ơi, một cái con siêu phẩm này mọi người. Xuất sắc chưa các chị ơi. 60 kỷ mọi người, con này bao đẹp luôn. 60 kỷ mã rêu. Rồi cái con này da lộn đó mọi người. Mọi người nhìn này, da lộ một lớp này, chịu nổi không? Rêu chị Min Min. Con này đẹp quá mọi người ơi. Mã rêu. Mai sao đẩn lộ cho mọi người nha. Rồi lên con này các chị ơi, 50-52 kỷ mọi người. 50-52 kỷ. Mã 273. 50-52 cái đẹp mã 273. 273 cho em ha. 273 xịn sò luôn. Mã 273. 273 chị Hải Yến. Chị thương chưa các chị ơi, một cái áo này mọi người ơi, dành cho bé này. Kiểu ngọt sao? Cái này người lớn mình mặc cũng vừa. Con này đẹp quá. 48-50 kỷ mọi người. 48-50 kỷ mã 50. 48-50 kỷ đẹp mã 50 cho em ha. 50 các chị ơi, con này xịn sò luôn. 48-50 kỷ mã 50. Con đẹp lắm. Mã 50, con này bên trong lóc lông nha mọi người. chưa tuyển Mai ơi. Rồi lên con này các chị ơi, 50 kỷ đẹp mọi người. 50 kỷ mã 214. 50 chị Kiều Ngọt. Nộp đơn xin tuyển bữa giờ mà chưa có nhận. Mã 214 cho em mọi người, 214. 214 cho em. Phát hiểu rồi. Mã 214. Tối mà sáng mai là em like áo dạ nha các chị ơi. Chỉ tối mai em like dạ tiếp với lại dạ nhập các chị ơi. Mê luôn. Thì kiểu hòa. Em nói tối mai em like áo Loan biết sao? Loan biết sao? Áo vest Nhật chứ. Vest Nhật chỉ có một từ mê thôi mọi người. Rồi lên con này các chị ơi, 55-58 kỷ mã số 7. 55-58 cái đẹp mã số 7. Mã số 7. Tưởng đâu dễ được nhận ra mai. Mã số 7. Mã số 7 cho em mọi người. Lên một con đen này các chị ơi. 7 chị Ngọc Nhi Nguyễn. Trời ơi 60 kỷ đó mọi người. 60 kỷ mã đen. 60 kỷ đẹp mã đen. 60 kỷ chốt ngay liền trên mã đen. Chị Tuyết Linh lại comment sau nữa rồi. Mọi người nhớ đến số điện thoại em coi để ai khách nói lên kêu khách lên số điện thoại nha em. Ngày mai chốt đơn mà không có số điện thoại là tăng lương đổi việc nha em. Rồi lên con này các chị ơi. Size S mọi người, size S. Mã số 3. Chị đen thì Nguyễn Thu Hương, Lan An sao? Nguyễn Thu Hương chỗ nào vậy? À. Nguyễn Thu Hương chị đơn lại hay đơn quen? Lại đúng không? Lại. Mở ngoặc chị Tín nè. Ai mà đơn lại cứ mở ngoặc ra dự bị nha. Rồi ok xem cái. Mã số 3. Mã số 3 cho em mọi người, mã số 3.
Rồi ok các chị ơi, nhớ chốt thì em hai chiếc bên em mà đi hàng nha mọi người. Hai chiếc bên em mà đi hàng ha. Con này các chị ơi, da lộn này mọi người. Chị sao đây chị Nguyễn Liễu? 55 kg mọi người ơi, mã lông, nó đang đẹp mã lông. Số 3 chị em Trần Phương Anh kìa. 55 kg mã lông. Chị sao đó chị ơi? Nó đang đẹp mã lông. Trời ơi, lên một con siêu phẩm này mọi người ơi. Cái con da lộn này chỉ có một từ mê, mờ em mê thôi các chị ơi. Con này mọi người 55-58 kg mọi người. Con này bán 50k là em nghĩ chắc mình em bán đó mọi người. Chốt ngay vừa liền cho em bác chị ơi. Mã số 3. Ôi lộn, con này con mã số 3 nó trùng mã rồi. 15. Ờ, mã 473. Lâu chị Thúy Mai. 473 cho em. Thì sự cái con này chưa bao giờ mà bán trên live mà bán 50k hết. Hôm nay chơi luôn. Mã 473. Tại vì mã số 3 trùng mã mọi người. 473. 473 chị Ngọc Thư Đỗ. Ngọc Thư Đỗ ơi, em để ý nghe máy nhận hàng kìa, hôm nay khách nó bảo chưa shipper gọi điện cho em không được nè. Size S nó đẹp mọi người, mã xanh. Size S nó đẹp mã xanh cho em ha. Size S nó đẹp mã xanh mọi người. Xanh các chị ơi, size S nó đẹp mã xanh. Size S đẹp mã xanh. Xanh chị Thúy Mai. Ngọc Nhi Nguyễn comment sau, Ngọc Nhi Nguyễn ơi. Rồi lên phần này các chị ơi, 50 kg mọi người, mã đỏ. 50 kg đẹp mã đỏ cho em ha. 50 kg mã đỏ. 50 kg đẹp mã đỏ. 50 kg đẹp mã đỏ. Rồi ok, lên pha với giả pha với Zalo cho mọi người lẫn lộn nha. Rồi lên phần này các chị ơi, 50-52 kg mọi người. Mã 211. 50-52 kg đẹp mã 211 cho em ha. 211 Zalo nha mọi người. Mã 211. Rồi lên con phao này các chị ơi, phao này có mũ nha mọi người. 50-52 kg. Xịn xò con này luôn. 50-52 kg. Mã 175. 50-52 cái đẹp mã 175. Siêu mới 175. Rồi ok chị này, 175. 175 các chị ơi. Con này bị lỗi rồi mọi người. 175 chị Thùy Lên. Rồi lên thị con... hiền thương sao. Lên một con to này các chị ơi. Thì lên thích bưng nguyên. Ờ, 60-65 kg mọi người, đối ai em? Thùy Lên. Thùy Lên hỏi em kêu khách lên số điện thoại đi. Chị Thùy Lên lên số điện thoại cho em. 60 kg mọi người, mã 85. 60 kg đẹp mã 85. 60 kg mã 85 mọi người ơi, nhớ lên số điện thoại cho em nha các chị ơi. Hoặc mọi người có thể inbox qua cho em nha mọi người. Nhiều khi ngày mai cái chốt đơn không ra số điện thoại là mẹ dạ phải xả đơn nữa. Rồi lên cái này các chị ơi, 55-60 kg mã hoa. Bán cái này mọi người 30k nha. Mã hoa 30k. 55-60 kỳ mã hoa 30k. 55-60 kỳ mã hoa 30k cho em. Dạ rồi, ok chị Thùy Linh. Rồi ok, phong này các chị ơi, 55 kỳ đẹp mọi người. 55 kỳ. 55 kỳ mã 48. 55 kỳ đẹp mã 48 cho em ha. 48 các chị ơi. 55 kỳ đẹp mã 48. Con này bác xịn sò. 55 kỳ mã 48. 48 cho em mọi người. 48 cho chị Tiến nè. Rồi lên phong này các chị ơi, 55-58 kỳ mã 33. 55-58 cái đẹp mã 33. 33 cho em ha. 55-58 kỳ mã 33. Sự sỏ luôn mọi người ơi. Mã 33. Con này có mũ này các chị ơi. Có mũ size S nha mọi người. 33 chị Thúy Mai, Ngọc Như Nguyễn sao. 40-45 kỳ mọi người. Mã 84. 40-45 cái đẹp mã 84. 84 các chị ơi, 40-45 kỳ mã 84. Rồi lên một con màu cam này mọi người. Size S đẹp mã cam. Size S đẹp mã cam cho em ha. 84 cho Minh Phúc Bùi. Size S đẹp mã cam mọi người, nhớ lên số điện thoại cho em nè mọi người. Minh Phúc Bùi lên số điện thoại cho em ha. Mã cam đồng giá 49k mọi người. Ô con này các chị ơi, 55-56 kỳ mã 52. 55-56 cái đẹp mã 52. Xịn xò lắm mọi người, mã 52. 55-56 kỳ mã 52. Có 49k một chiếc không mọi người. Chốt ngay liền cho em mã 52. Trời ơi, một cái sao dài mọi người. 52 chị Trần Phương Anh. Lên lại cho khách chị ơi, em thấy cái này chưa. Rồi lên con này các chị ơi, 55-58 kỳ. 55-58 kỳ mã 141. 141 bao đẹp luôn. 141 không dài mọi người. 141 mang tô này có 49k rẻ quá này các chị ơi. Siêu rẻ luôn.
Cái áo này mọi người. Rồi kê phúc vụ 55-56 kg. Có một kỳ nguyên liệu. Mã 861. Biết sao? 55-56 kg. Mã 861. 861 cho em ha. 55-56 kg mà 861 kêu anh ơi buổi tối là em phải chốt đơn đi. Anh đừng có gọi buổi tối. Anh đừng có gọi điện cho em buổi tối nhá. Buổi tối em phải chốt đơn phải làm việc ấy. Rồi lên con này các chị ơi, con này lạ quá này mọi người. 55 kg mọi người. 55 kg mã 70. 55 đẹp mã 70, con này đọc sao và đọc luôn. Mã 70. Gọi xe cho em về chưa? Trời ơi chưa. Nãy giờ nó không nói, vừa hỏi ai biết đường nào mò. Nãy giờ 52 chị Hàng. Nói, chị 52 chị Hàng Ngô. Hàng 52 chốt cho em. Dạ. 70 cho Hàng Ngô lên số điện thoại này. Hàng Ngô lên số điện thoại cho em chị ơi. Bây giờ đang live, máy đang live rồi, máy đâu mà gọi điện. 48-50 kg mọi người, mã 127. 48-50 cái đẹp mã 127 cho em ha. 127 mọi người. 70 là của Hàng Ngô luôn. Hàng Ngô lên số điện thoại cho em mọi người, comment sau mã 70 rồi này. Trời ơi, ơ cái con này nó xịn xò này mọi người ơi, nhìn cái không cái quá của nó không là thấy đủ đồ xịn rồi đó. Có phao nam không? 127 chị Mai có Thị Sĩ Phương. Có lẫn lộn chị ơi, có lẫn lộn nha. Con này các chị ơi, con này mọi người 60 kg nha mọi người, mã lạ cho em. 60 cái đẹp mã lạ. 60 kg mã lạ. Chị Hà Ngô chụp màn hình chị Hà Ngô lại kìa. 60 kg mã lạ. Lạ chị Trang Trần Lê. 48-50 kg mọi người. Trang Trần Lê số điện thoại em ạ. Mã 300. 48-50 kg mã 300. 48-50 kg mã 300. Nhớ chụp màn hình của khách lại nha. 48-50 kỳ mã 300. 300 các chị ơi. Rồi lên con này các chị ơi. 58 kỳ mọi người. 58-60 kỳ mã 77. 58-60 cái đẹp mã 77 cho em ha. 77 nha các chị ơi. Cái này nó bị dồn bông rồi mọi người. Sao nó hay bị dồn bông hả em? Cái đó bị đổ đi nha. Cái này bị đổ nhẹ bán mọi người 30k này. Free size mọi người 30k cho em. Free size 30k lỗ nhẹ nha. Free size 30k. Free size 30k. Free size 30k. À biết rồi biết rồi. Dạ rồi chị cho. 50-52 kỷ mọi người. Mã 41. 50-52 cái đẹp mã 41 cho em ha. Mã 41. Chị Trang Trần Lê. Mã 41. 50-52 cái đẹp mã 41. Rồi lên con sao đi này mọi người, xuất sắc con này luôn này. Gia lộ với chị rồi ok chị. 55-58 kỷ mọi người, mã 166. Cô mốt chị chồng Phương Anh. 55-58 kỷ, mã 166. 166 cho em thôi. Con này con giả ép một lớp nha mọi người. Giả ép một lớp các chị ơi. 55-58 kỷ mã trắng cho em ha. 55-58 cái đẹp mã trắng. Trắng nha các chị ơi, 55-58 kỷ mã trắng. Xịn xỏ con đó luôn. Mã trắng. Da lộ đa số là bên trong lắm, lâu lâu nha mọi người. Rồi con này các chị ơi, 50-52 kỳ. Cái chị Ngọc Nhi Nguyễn. 50-52 kỳ mã rêu. 50-52 cái đẹp mã rêu. 50-52 kỳ mã rêu. Con màu đỏ này xinh quá này mọi người. Con màu đỏ này ba xinh luôn. 60-65 kỳ mọi người. Mã đỏ rêu chị Thuy Mai. 60-65 kỳ mã đỏ. Đỏ cho em các chị ơi. 60-65 kỳ mã đỏ. Rồi một cái form resize mọi người. Form và resize các chị ơi. Mã số 3. Resize mã số 3 cho em ha. Form resize mã số 3. Đỏ chị Vũ Thị Hiền Hương. Resize. Vũ Thị Hiền Hương số điện thoại cho em. Mã số 3. 525 kỳ mọi người. Mã 29. 52-55 kỳ mã 29. Mã số 3 Trần Phương Anh. Chị Trần Phương Anh lên số thoại cho em cho chị ơi. Chị thuyết đơn lại comment sau rồi này. Mã 29. 29 cho này 2 chiếc bên em mới đi hàng nha mọi người. Mọi người chưa lên số thoại có thể inbox qua giúp em nha các chị ơi. Nhiều khi em tìm mọi người không có ra. 65 kỳ mọi người.
65kg. 29 cho chị Ân Nhi Đường. Mã 82. Ân Nhi Đường sẽ ok em cảm ơn này. 65kg mọi người. Mã 82 chị Vũ Thị Hiền Thương kìa. Mã 82. 65kg mã 82. Trời ơi, lên một con siêu phẩm nhung này mọi người ơi. Lên một con siêu phẩm nhung này. 55 cái đẹp mã nhung. 55kg mã nhung cho em mọi người. Xịn sò con này luôn. 55kg mã nhung. 55 cái đẹp mã nhung. 55kg mã nhung các chị ơi, xuất sắc này mọi người. Con này các chị ơi, 55kg. Tuệ Nhi có đơn chưa em? Tuệ Nhi. Nhung cái chị Tuệ Nhi chuẩn bị cho chị Tín nè. 55kg mã số 3. 55 cái đẹp mã số 3. Số 3 mọi người, 55 cái đẹp mã số 3. 55kg mã số 3. Con này độc lạ quá này mọi người. Con này độc lạ quá này mọi người. 60-65kg mọi người. 60-65kg mã số 4. 60-65 cái đẹp mã số 4 cho em ha. 49k một chiếc mọi người, hàng chặt hấp rồi. Trời ơi, cái màu này ba xinh luôn hết chị ơi. Cái màu này ba xinh luôn này mọi người. 50-55kg mã 16. 50-55 cái đẹp mã 16. 16 cho em mọi người. 4 cho chị Trang Trần Lê. Chị Trần Phương Anh chụp mấy sau. Lên con này các chị ơi, 60kg đó mọi người. 60-65kg mã 107. 60-65 cái đẹp mã 107. 107 cho em ha. 60-65kg mã 107. 16 chị Tuyết Đơn. 107 Tuyết Đơn có đơn chị. Mọi người ơi, có thể inbox qua cho em nha các chị ơi. 52 kỳ mã xanh. 52 cái đẹp mã xanh. Mọi người có đơn thì có thể inbox qua giúp em nha các chị ơi. 52 cái đẹp mã xanh. Mã xanh. Ủa trời ơi, cái này chị ủa sao thế? Đây có cái nào gì nó xài nhờ cái đơn hàng của chị ấy không? Chị Tính Minh này. Cái này của chị Minh Minh này. Bỏ chị Minh Minh này. Có cái nào cái đơn hàng 17 chiếc có bỏ xài nhầm của chị này trời. Không phải đâu, có chỗ inbox có thì lên ơi. Cái con này đẹp quá này mọi người, mang tô này. 48-50 kg mọi người. Mã 60. 48-50 cái đẹp mã 60. Con này xịn sò, mã 60. Chị Thuyết Linh lên số điện thoại. 48-50 kg mã 60. 60 các chị ơi. 60 chị Thùy Mai. 55 kg mọi người. 55 kg mã 96. Cái này chất nhẹ nhàng này Mai ơi. Mã 96. 55 kỳ mã 96. Ở chỗ Mai bữa nay lạnh kêu Mai ơi. Mã 96. Con này các chị ơi, 58-60 kỳ mọi người. Mã 166 chị Thúy Mai. 58-60 kỳ mã 166 sau. 166. Trời ơi, tối Mai lên giải thích nha mọi người. Với lại viết nhập của mọi người. Mời luôn các chị ơi. Sáng mai 9:30 em lại áo dạ nha mọi người. 55-60 kính mọi người. Mã 23. 55-60 cái đẹp mã 23. Mã 23. Mã 23. 60-65 kỳ mã 23. Lên phần này các chị ơi, 48-50 kỳ mã 526. 48-50 kỳ mã 526. Nghe nói sắp lại đúng rồi, như nghe nói vậy á. Mã 526. 526 cho em mọi người. 526. Con này lạ này mọi người. Con này phao nhẹ nha các chị ơi. Kiểu gió mọi người. Con này các chị ơi, 50-52 kg mọi người, 30k. 50-52 kg 30k cho em. 30k mọi người. Có, trời ơi, lên da lộ ngắn này mọi người ơi. Con này mở êm mê này. Trời ơi, size S mang đẹp mọi người. Chốt ngay và liền cho em các chị ơi, mã số 5. Con này mê luôn. Mã số 5. Size S mà đẹp mã số 5, coi đẹp quá. Size S mà đẹp mã số 5. Trời, cái này một lớp nha mọi người. Cái này một lớp nha các chị ơi. 50 Ngọc Thư Đỗ. 50-51 kỷ mọi người. Comment sao? Mã 850. Mọi người comment sao? 50-51 kỷ mã 850. Con này da lộ một lớp xịn sò lắm mọi người. 50-51 kỷ mã 850. 850. Rồi lên một con ghi lê này các chị ơi.
50 kg mà Vi Lê. 50 chị Oanh Bùi. 50 kg mà Vi Lê. Vi Lê bán mọi người 30k. 50 kg mà Vi Lê 30k. Áo dạ ngày mai đẹp lắm mọi người. 60 kg mọi người, 60 kg. 60 kg đẹp bán cái này mọi người 40k. Mã 40. 60 kg, 40k mã 40. Bên trong lót lông này mọi người. 850 anh chốt rồi mọi người. Rồi lên phần này các chợ 60 kg. Mã 50. 60 kg đẹp mã 50 cho em ha. 60 kg mã 50. 60 kg đẹp mã 50. Trời, cái con phao này xịn xò lắm mọi người. 60-65 kg. Ok thì lên mã 532. 60-65 có đẹp mã 532. 532 cho em mọi người. 60-65 kg mã 532. 532. Lên con này các chị ơi, 55-56 kg mẫu đẹp mã 33. 55-56 kg mã 33. 532 cho chị Trần Phương Anh. Cái này bên trong lót lông nha mọi người. Bên trong lót lông hết này mọi người. Cái này ấm một mùa đông luôn á. 60 kg mọi người, mã đen. Mã 33 chị Nguyễn Hồng kìa. 60 kg mã đen. Chị mở ngoặc chị Tuệ Nhi. Chị Nguyễn Hồng lên số điện thoại cho em chị ơi. Đây lại hai chiếc bên em mới đi hàng nha. Mọi người cố gắng chốt mình em hai chiếc ha. Đây chị Trần Phương Anh. Rồi ok chị xin lỗi, thủy cái nào chị báo em nha chị ơi. Rồi 48-50 kg mã đỏ. 48-50 kg đẹp mã đỏ. Chị Huyền Trương còn mang sau mã đen này. Trần Phương Anh em. Mã đỏ. Rồi lên phần này các chị ơi. 55-58 kg mọi người ơi, mã xanh. 55-58 cái đẹp mã xanh cho em ha. 49k mọi người, đồng giá 49k. Sỉ giá 39k. Rồi lên phần này các chị ơi, 50-52 kg. Con này xịn xò lắm mọi người. 50-52 kg mã 83. 50-52 cái đẹp mã 83. 83 các chị ơi. 50k một chiếc nha chị Trần Phương Anh. Mã 83. Rồi lên con này các chị ơi. 50-55 kg mọi người, size M. Size M mã số 1. Xỉ trên 30 cái là đi đâu nha chị. 30 chiếc lên mọi người sẽ được tính giá xỉ 39k nha mọi người. Rồi mã số 1. Số 1 cho em các chị ơi. Mã số 1. Trời ơi cái con này mê mọi người ơi, M ê mê này. Con này xuất sắc này các chị ơi, cái này còn mũi nha. Một cái chị Ân Nhi Đường. 50-55 kg mọi người ơi, con này xịn xò luôn. Mã 325. 325 cho em thôi. 325 có mũ nha mọi người ơi. 325 con dễ thương lắm. Rồi một cái size to các chị ơi. 60-65 kg nha mọi người. 325 chị Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng em chụp màn hình sao? Chụp màn hình chị Nguyễn Hồng lại cho em. 60-65 kg mã 135. 60-65 cái đẹp mã 135, con này đẹp quá. 135 cho em. Chốt ngay và liền mọi người. 135. Đẹp xỉu luôn hả? Cảm ơn Đỗ Mỹ Duyên. 48-50 kg mọi người, mã 190. 48-50 kg mã 190 chuẩn bị lai dạ nữa Đỗ Mỹ Duyên ơi. 135 chị Tiến nè. Sáng mai 9:30 em lai áo dạ mọi người. Em lai bên trang fanpage các chị ơi, bên hộ mọi người theo dõi trang fanpage giúp em nha. Rồi mã 190. Tại vì một ngày em chỉ lai có một lai bên pho hộ thôi nên là bên hội mọi người qua bên phong bay theo dõi like giúp em. 9:30 sáng mai là em sẽ like dạ. Áo dạ mê luôn mọi người. 55-60 kg mọi người. 55-60 kg mã số 3. 55-60 cái đẹp mã số 3. Ô con này xinh quá này mọi người ơi. Mã số 3 đẹp chưa, dạng phong vê size các chị ơi. Mã số 3. Số 3 cho em mọi người. Chỗ bên giao hàng hơi lâu mà không uổng công chờ hả. Rồi lên phần này các chợ size S mọi người. 45-48 kg mã 86. 45-48 cái đẹp mã 86. Không biết sao bữa nay nó giao hàng chậm á, chứ bình thường nó giao nhanh lắm á em. Bình thường nó giao cực kỳ nhanh luôn. Lai dạ bên nào chị? Hả? Lai dạ bên nào? Lai dạ bên phong bay á chị ơi. Mọi người qua trang phong bay bên trang Khánh Băng Shop á các chị ơi. Em có chia sẻ qua bên trang hộ trong phong bay của trang Facebook của em á.
65kg mọi người ơi, mã 309. 9:30 sáng mai là bên em sẽ like mọi người, bấm thích Trang Khánh Băng xong mọi người sẽ lướt lên là thấy Trang Khánh Băng shop em có chia sẻ qua. Mã 309. 309 cho em. 309 mọi người. Chị gửi hai cho em đi. Ok. Rồi đây các chỗ cái này lót lông nha mọi người, bên trong lót lông nha. Con này một con da lộn xịn xò lắm mọi người. Con này các chỗ 58kg mọi người, 58kg. Mã 188. 188. Ủa con mã 36 vậy em? 188. Con mã 86 thôi. Trần Phương Anh ơi, còn mã 86, 86. 188 chị Min Min. 86 Trần Phương Anh. 55-58kg. Mã 60, ú 36 như chốt rồi sao em? Mã 60, 55-58 cái đẹp mã 60. 60 bên trong lóc lông nha mọi người. Mã 60. 55-58kg mã 60. Em nói áo dạ tối mai chưa, trưa mai là hơi bị phê nha mọi người. Ôi giời ơi, bỏ qua mấy cái siêu phẩm hỉ. 56kg mọi người, 56kg mã đen. 56 cái đẹp mã đen. Bên trong lóc lông nha mọi người. 56 cái đẹp mã đen. 188 chốt rồi em. Rồi lên con này các chị ơi, dạng form resize mọi người. 55-60kg mã xanh cho em, con này xịn xò lắm. 55-60 cái đẹp mã xanh. 55-60kg mã xanh. 55-60 cái đẹp mã xanh. 50k một chiếc nha chị Mai Nguyễn. Xanh cho chị Min Min. Trời ơi. 55-60kg mã 85, con này đẹp quá. 55-60kg mã 85. Dạng như kiểu bomber mọi người. Sự sò luôn, mã 85. 55-60kg mã 85. Hơi bị đẹp luôn mọi người. 85 chị Thúy Mai. Trời, cái con này là ấm mức mùa đông. Mùa đông ai không có người yêu thì chốt cho em cái con này nè mọi người. Chị Min Min sao? Ai không có người yêu chốt cho em cái con này nha mọi người. 60-65kg mã 277, ấm mực mùa đông luôn. Mã 277. 277 các chị ơi, con này xịn xò lắm mọi người. Mã 277. Nó dạng phao béo quá mọi người. 277. 277. 277 chị Min Min. Xếp đồ mà hồi hộp quá hả, chị thích lên comment sau. 55kg mã 166. 55kg mã 166. 166 mọi người, 9:30 sáng mai mọi người ơi. Theo dõi like giúp em nha, bởi vì áo dạ ngày mai rất là đẹp. Mà bán giá thì siêu rẻ luôn. Tại vì giờ là em đang bắt đầu xả hàng. 166 cho chị, ông Nhi Đường. Em đang bắt đầu xả hàng mọi người. 50kg các chị ơi, mã xanh. 50kg mã xanh. Mai áo dạ phê luôn nhưng mà giá siêu rẻ. Chỉ có 50k xỉ giá 40k thôi các chị ơi. Mai mà không xem được là tiếc nha mọi người ơi. Rồi đây con này các chị ơi, 50-51kg mọi người. Mã 626. 50-51kg mã 626 cho em ha. 626 cái tay của nó bị dơ mọi người. Cố mua 2 chiếc mà không được, chị Tuyết Linh ơi, cố gắng chốt đi chị. Để em cố gắng chốt. 626 chị Kiều Ngọt. Em cố gắng chốt chị đủ đơn này. Chị Tuyết Linh cố gắng chốt đi. Phạm Thúy sao? Cái này cho bé mọi người, 30kg mã bé cho em ha. 30kg mã bé. 30kg mà đẹp mã bé. Em còn một lô dạ tuyển nữa mà em chưa có thời gian like này. 30kg mã bé. Trời ơi con này các chị. Bé chị Thúy Mai. Cái này xịn xò quá nên mọi người, một con siêu phẩm dành cho bé luôn mọi người. Sai mã. Trời ơi mê luôn các chị ơi, 30kg. Mã siêu phẩm cho em. Con này mê, nó dạng măng tô á, đẹp quá. Bé hả vậy thôi. Bé tốt cho ai kìa em. Khi bé nó có ai tốt đâu. Để cái đó bé nó chốt cho Thúy Mai. 50-51kg mã 300. Siêu phẩm. Siêu phẩm chị Min Min. 50-51kg tươi sao? Mã 300. Mọi người comment sao 300 30k nha mọi người. 300 em bán mọi người 30k. Con này đẹp đẹp mê luôn mọi người. 50-52kg mã 82, xịn xò con này luôn. 50-52kg mã 82. Còn giá lộn không? Còn chị ơi, mã 82 đẹp quá. Con này xịn xò luôn, mã 82 đẹp lắm mọi người. 82 chị Thúy Mai, 300 chị Nguyễn Hồng. 300 cái đó chị kêu 30k em. Ờ, cái đó 30k. Tiếp lên. Rồi lên con này các chị ơi. 55 kiểu đẹp mọi người ơi. 55 thì cái này 30k thôi nha mọi người.
Nó bị lỗ nhẹ dồn bông ở dưới đây một xíu nữa mọi người. Nhưng mà mình nhìn như này là không thấy đâu nha. Rồi cái này các chị ở 30k cho em nha mọi người. 30k. Con này lạ quá nè. Con này cực kỳ lạ đâu. 60-65 tỷ mọi người. 60-65 tỷ một đẹp. 60-65 tỷ mọi người. Mã lạ. 60-65 đẹp mã lạ cho em ha. Lạ các chị ơi. 60-65 tỷ mã lạ. Lạ chị Min Min. Bốn tám năm mươi kỳ mã 177. 48-50 kỳ mã 177. Thấy chị Nhung Hoàng nha chị ơi. 48-50 kỳ mã 177. Mã 177. Cố gắng nha chị ơi, còn nhiều lắm. Chị Nhung Hoàng ơi, còn rất là nhiều nha. 177. Rồi mấy trăm cái sao lận đó mọi người. Mọi người cố gắng chốt cho em nè. 177. 50 kỳ mọi người. Mã 33 Tuyết Linh. 50 kỳ mã 33. 50 kỳ đẹp mã 33. Tại vì em bắt đầu là không hãy nhập tìm kiếm nha. Bắt đầu là em không nhập phao nữa. Mọi người cố gắng chốt đồ đơn cho em nha. Cái này đẹp quá, bị đổ nhẹ là mọi người bán mọi người 20k. Về mặt tèn tèn chơi là mọi người biết giặt thì nó ra 55-58 ký mọi người. 20k mà 20. Xem kẻ gia lộ ok chị. Cái này bị lỗi nhẹ nha mọi người. Cái này mà 20k có bị lỗi nha các chị ơi. Trời ơi cái con này nó xịn xong. Con này đâm 20k thật. Chị kiểu ngọt. Cái con này đâm thật bắt đầu bên trong một cái này siêu phẩm dành cho bé. Trời ơi cái này cũng xịn luôn mọi người. Đẹp quá các chị ơi. Con này có khoảng 15 ký thôi mọi người. Trên ba trên 2k đi đơn nha chị. Tìm kiếm. Ui da cái con siêu phẩm dễ thương quá đi thôi mọi người. Lắc lông lông thịt nha mọi người. 15 ký mọi người, đẹp quá. 15 ký, 15-17 ký mã bé cho em, xuất sắc luôn. Mã bé, lắc lông thật bên trong nha. Mã bé. Trời cái con đó mà không chốt được em nói chỉ một từ tiếp thôi mọi người. Ui da thêm một con lắc lông bên trong nữa nha mọi người. Móc lông bên trong nè mọi người, xịn sò luôn á. Bé cho chị. Đẹp quá. Freestyle mã 20. Freestyle mã 20, ở mức mùa đông luôn. Nè mọi người, bên trong lót lông mã 20 con. Mấy con này thật sự là nếu như mà mấy shop khác bán thường thường là phải 200 ngàn. Chất rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay đỡ xả rồi, cho xả bắn nắp luôn. Rồi một con lót lông bên 20 trong. 20 chị Thúy Mai, kiểu ngọt sao, okay, hãy yên sao. Tiếp nha mọi người. Con nào bị lỗi mà tại vì hàng phao với lại mấy cái hàng này thường thường nó bị dính màu một xíu nha các chị, em thông báo trước cho mọi người luôn nha. Con nào bị lỗi nhẹ là em sẽ báo rẻ cho mọi người nha. 55-58 ký mọi người. Mã 163. 163 sao nha chị Hoàng Minh. 163 cái này bên trong lót lông nha mọi người, rất là ấm. 163. 163. Trạm thủy cầm bên sau các chị ơi. 55 kỷ mới đẹp mọi người. Mã 273. 163 chị Mai Nguyễn. 55 kỷ mã 273. Chị Mai Nguyễn nó xuất thỏa cho em ạ. 55 kỷ đẹp mã 273. Mai Nguyễn thì như quen sao ấy. 55 kỷ mã 273. Cái này bán mọi người 20k nhá. Bị đổ nhẹ đâu này. Size S mà đẹp 20k. Size S mà đẹp 20k cho em mọi người. Size S mà đẹp 20k. Hai mươi k đúng rồi chị Mai Nguyễn thích cũ. 55 ký mọi người, mã số 2. 55 cái đẹp mã số 2. Số 2 bán mọi người 30k. Cái đó nó hơi mỏng đó mọi người. Số 2 30k. Số 2 chị con hẳn 58-60 ký mã 32. 58-60 ký mã 32 cái đến 30k. Mã 32. 58-60 ký mã 32. Trời, con này độc lạ nè mọi người. Con này xịt xò luôn mọi người. 55-58 kỷ mắc đẹp mọi người. Mã số 3. 55-58 kỷ mã số 3. Mã số 3 con này đẹp quá. 55-58 kỷ mã số 3. Chốt hai và liền cho em mã số 3. 3 chị kẹo ngọt. Nhung Hoàng sao? Con này dễ thương lắm mọi người. Nó dạng như kiểu phao béo mọi người. Nó bị dồn bao hồi dưới đây một xíu rồi nè mọi người. Cái này bán mọi người 20k nhé. Mã lạ cho em. Cái con này ra đẹp lắm mọi người. Để coi, để coi mình bỏ xuống đây nó có hết dần. Con mình bỏ xuống đây nó hết. Mã số 3. Mã cái đó 30k. À 20k chứ lụi.
Má lại 50k một chiếc nha chị Nana. Cái nào mà bị lỗ nhẹ sẽ bán cho mọi người giá rẻ rẻ, mọi người về mặc tèn tèn cho vui cho ấm bụng mùa đông. Ờ. Là chị Dung Hoàng. 55 tỷ mọi người. Dung Hoàng số họ cho em ạ. 55 tỷ mã 21. 55 tỷ mã 21. 55 đẹp mã 21. 55 tỷ mã 21, size S mã đen. Và xinh quá. 21 thì kiểu ngọt. Size S mã đen. Size S mã đẹp mã đen. Cố gắng chốt đủ đơn cho em đi hàng nha mọi người. Size S đẹp mã đen. Chị khách cũ nha. Chị inbox qua cho em chị ơi. 55 58 kg mọi người, mã 166. 55 58 kg mã 166. 166 đen chị Lan Kim. Chị Ngọc cầm lấy sau. 166 con cái này pha hoa lạnh nè mọi người. Này pha hoa lạnh. Size S màu đẹp mọi người. Mã 265. 166 chị Lan Kim. Size S màu đẹp mã 265. 265 cho mọi người. Size S màu đẹp mã 265. Lên pha này các chị ơi, 50 kỳ. Mã 317. 50 kỳ đẹp mã 317, 21 chốt rồi đúng không? Mã 317. 50 kỳ mã 317. 317 mọi người. 21 em chốt rồi mọi người. Ôi cái này dành cho bé mà cũng có trên chung vô được à. Khổ thiệt chứ. Dày đẹp ha. Rồi cái này là hai lớp. Giày bán hết rồi, giờ đâu có giày mang đâu. Cái này hai lớp đó mọi người. Trên hai chiếc đi đôi nha chị Vân Bếp. 30 kỳ mặc bé cho em. Bé 30k đi. 30 kỳ mặc bé 30k. Cho nó hai lớp mà giờ em thấy. Chị Thúy Mai cầm những gì vậy? Bé chị Thúy Mai 48-50 kỳ mọi người. Cái này nó bị dơ chỗ nào nhỉ? Đây nè, mọi người về giặt giúp em nhé. Cái này bán mọi người 30k nè. 48-50 kỳ 30k. Mã 30. Chứ cái nào bị lỗi nhẹ em thông báo luôn cho mọi người dễ. Tại vì sao từ nó không bị lỗi lắm hết trời, khu kiện nó tàn bệnh lắm rồi. Nó vẫn bị lỗi nhẹ, mọi người mình biết xử lý thì nó vẫn ra. 50 kg mọi người, 50 kg. 50 kg nó đẹp, bán cái này mọi người 30k mã hồng. 50 kg 30k mã hồng. 30k cho chị Thúy Mai. 50 kg 30k mã hồng. Sáu mươi kg mọi người, 60 kg. 60 kg đẹp mã 16. 60 kg mã 16. Cái đó bị lỗi nhẹ nha. Ngọt. Cái đó bị lỗi nhẹ nha kẹo ngọt ơi. 30k em. 48 kg mọi người, mã 11. 48 kg mã 11. Có chị Mai Hoàng ơi, theo dõi Mai. Mai like, Mai em like, chị theo dõi like giúp em nha. Năm mươi kỷ mọi người, 50 kỷ mã 36. 50 kỷ đẹp mã 36. Chị Nguyễn Mạnh Hùng. 50 kỷ mã 36. 50 kỷ đẹp mã 36. Rồi cái con rêu này dễ thương quá nè mọi người. Cái con màu xanh gì xanh nhớt hả. 55-60 kỷ nha mọi người. Phao biểu mã số 3 đẹp lắm. Mã số 3 con này xịn sò luôn. 36 chị Thúy Mai. Mã số 3. 3 chị Minh Minh. Nhung Hoàng sao? Con nó đẹp lắm chị Minh Minh ơi. 48-50 kỳ mã 84. 48-50 kỳ mã 84. 48-50 kỳ mã 84. Tư chị Thúy Mai. Cái này dạng kiểu gió. Gió mà chắc gió dài nè mọi người. 50 kỳ mã hồng. 50 kỳ đẹp mã hồng cho em ha. Con này đẹp lắm. 50 kỳ mã hồng. Trời ơi cái này khỏi phải bàn nha mọi người. Hồng chị Thúy Mai. Con này khỏi phải bàn luôn. 60-65 kỳ mọi người. Mã chữ đẹp lắm. 60-65 kỳ mã chữ cho em. Chữ nha các chị ơi. Bao đẹp, bao đẹp. Tranh thủ chốt đi mọi người. Tại vì chữ phao, chị kèo ngọt. Phao bữa nay em xả ra là em không có nhập phao đâu mọi người. 55 kg mọi người. Nguyễn Mạnh Hùng mã 132.
Trưa mai 9:30 là có live áo dạ nha mọi người. 50 xỉ 40 giá siêu rẻ mà hàng đẹp lắm. Mã 132 hàng gặp khắp rồi. 132. Mai em xả dạ nữa cho nó hết hàng. 50k một chiếc nha chị Phạm Trang. 132. Mà chữ chốt rồi em. 55 tỷ mọi người, mã 50. 55 cái đẹp mã 50. 132 chị Vũ Thị Hiền Thương. 55 tỷ mã 50. Sợ bữa nào kéo đầu cái nó lặn. Nó lặn cái không có hàng bán. 50 tỷ mã số 2. 50 cái đẹp mã số 2. Mã số 2. 50 chị Nhung Hoàng. Cứ coi lại phải chốt đúng không? 60 kỳ mọi người, 60 kỳ. Mã 912. 60 kỳ mã 912. 60 kỳ mã 912. 60 kỳ mã 912. 912 chị Kiều Ngọc. 60 65 kỳ mọi người. Mã 860. 60 65 tỷ mã 860. Chị Tuyết Linh là cầm mấy sao em dùng anh ấy cho chị Tuyết Linh cho đủ đơn thì em sẽ đổi Tuyết Linh. Chốt mà mẹ luôn hả? Tuyết Linh đủ đơn. 50 52 tỷ đủ đơn chưa? Mẹ 46. 50 52 cái đẹp mẹ 46. 50 52 tỷ mẹ 46. 46 cho em mọi người. Cả nhà toàn đồ khách băng hả? 48 50 kỷ mọi người. Mã số 3. Mã số 3 bán cái này mọi người 30k. Mã số 3 30k ok da lộn. Trời ơi cái con này nó đẹp xỉu luôn này mọi người. Cái lông của nó in trời ơi. Đã chưa? 46 chị Vũ Thị Hiền Thương. Trời ơi con này em thiệt chứ cái con này là chắc cái quả đất này có mình bán cái này 50k thôi mọi người ơi. Không bao giờ tìm ở đâu ra cái này 50k thiệt sự luôn. San mờ. Lông của nó đã lắm nha mọi người. San mờ mã 290. San mờ chốt ngay vào liền trên mã 290. Trời ơi cái lông của nó đã luôn. Của con chó của nó. Mã 290. Đây thì nó mà dân. 290 chị Hải Yến kiểu đâu bao giờ nói đâu. Ai gửi mai nói chi vậy. Trời ơi cái này các chị ơi. 55-56 kỷ nha mọi người. Mã 141. 55-56 kỷ mã 141. 141 cho em. Đẹp chưa đẹp chưa? 141. Trời ơi mai mai là áo dạ nó mới phê kìa. 141 chị Thúy Mai. Em nói mai mà không xem được áo dạ là chị có tiếc thôi á chị. Tuệ Nhi sau, Vân Lê sau. 55-58 thì cái này dạ một lớp, mã 17. 55-58 thì mã 17. Do áo dạ nó ở ngoài kia mất tiêu rồi với lại like ở chỗ đó nó tối á. Chứ không là chắc em cũng máu em mai like. 17 chị Kiều Ngọc. Dạ đẹp quá, máu quá la luôn á. Ôi cái này các chỗ ơi. 55-58 kỷ nha mọi người. Cái này một lớp luôn, mã số 8. Dạ một lớp nha mọi người. Mã số 8. Hên xui, mẹ đang like con ơi. Đừng có hỏi mẹ có về không. Mã số 8. Lo học bài đi, mã số 8. Học bài đi con. Mã số 8. Ôi trời ơi. Em ơi, lấy cho chị cái da lộn bên kia đi em. Đây lộn bên kia đi. Con đừng có lo giải cứu thế giới nha con. Con ghi lê phao không? Lâu lâu có một cái chị ơi. 48-50 kỷ mọi người. 48-50 kỷ. Mã 347. 48-50 kỷ mã 347. 141 cho chị ăn ghi lê. 141 chưa chốt không em. Có ghi lê gia lộ mọi người. 141 cho chị ăn chu lê. 347 chị tím nè. Vân lê mọi người comment sau. Size S mà ghi lê. Rồi được rồi ok. Size S mà ghi lê. Size S mà ghi lê. Trời ơi còn một cái lô dạ siêu phẩm lên nữa rồi. Khi nào mới like được đây này. Size S mà ghi lê. 347 chị tím nè. 141 cho chị ăn chu lê. 141 cái này phải này không em. Ba bốn bảy mai còn mê sau hả mai rồi lên cái này các chị ơi
55-58 kg mọi người, mã 13, cái này một lớp. Một lớp nha mọi người, ghi lê chị Lan Kim. Rồi mã 13 cho em, 13. 50k một chiếc mọi người. Mã 13, cái này da lộ một lớp luôn. Cái gì like, like lẫn với chị hả? 55-58 kg mọi người, mã lạ, cái này một lớp 30k. Mã lạ 30k. Lạ 30k. Rồi lên cái con siêu 13 phẩm. Chị Anh Chu Lê. Lên một con da lộn siêu phẩm này mọi người ơi. Con này mê luôn các kiểu. Size S mọi người, size S 70k mã siêu phẩm, con này đẹp quá. Em có, em chắc em like thêm ít siêu phẩm cho mọi người luôn nhá. Rồi 70k mã siêu phẩm, con này siêu đẹp. Siêu phẩm da giả mọi người ơi. Em còn một lô dạ siêu phẩm hàng siêu phẩm chị thấy cho chị Hoa Xuyên Chi thấy mai sau 55 kg mọi người, 40k mã 214, 55 kg 40k mã 214. Ok, từ từ đợi em xíu, chị bình tĩnh. Cái đã bệnh với cha em. Con này còn mát luôn nè mọi người, con này còn mát luôn. Rồi lên phải cắt chưa? 55 kg mọi người, 55 kg mã 73, 55 cái đẹp mã 73, con này còn mát luôn ha, mã 73, 55 kg mã 73. Trời ơi, tôi đang sao hết tại trước sao tôi bong chen qua nhà chị nhé. 73 cho chị Anh Chu Lê Kim Loan sau. Tự nhiên bong chen xong rồi bay qua. Ôi, con này dễ thương này mọi người. Mọi người comment sau. 50-51 kg mọi người, mã 52. Con này đẹp lắm, 50-51 thì mã 52. Mã 52 tưởng lên nha, áo dạ siêu phẩm cho mọi người nhé. Áo dạ siêu phẩm cho em được về được một lô thôi mọi người ơi. 52 thì kẹo ngọt. Đây này mọi người ơi. Em nói cái chất dạ của nó mê luôn á chị ơi. Sai to mà nó đẹp lắm. Mới kinh kích luôn. Rồi đây các chị ơi, 65 kg mọi người, 65-70 kg. Con này siêu mới, 65-70 kg. 52 chị Yến Nguyễn comment sau. Mã đẹp cho em, mã đẹp. Mã đẹp bán mọi người 50k không vậy, tại vì nó to quá. Mã đẹp 50k. Đẹp 50k. Trời ơi, xuất sắc cho này mọi người. Rồi đây phải các chị ơi, 55 kg. 55-56 kg mới đẹp mọi người. 80k siêu mới con này, mã đen. 80k. Siêu phẩm là em báo giá từng cái nha mọi người. 80k tại vì cái hàng áo dạ này là em lấy, em hàng đếm đó mọi người. Trời ơi mọi người ơi. Mọi người nhìn cái này lông thật này các chị ơi. 50k một chiếc đó chị An Lan Nguyễn. 50k còn siêu phẩm mà giá sao? Đây chị Minh Minh. Cái đó 80k em. Trời ơi, một con siêu phẩm này mọi người. Đẹp chưa? 55-58 kg mọi người. Mã lông 80k. Lông này lông thật nha mọi người. Xịn sò lắm. Mã lông 80k, con này bao đẹp, lông thật. Lông 80k. Mọi người biết sao cái hàng này hàng đến từng tái một quá các chị ơi. Lông chị Phạm Trang. Phạm Trang lấy số điện thoại cho em ạ. Ủa cái này nè mọi người. 55 kg mới đẹp mọi người, 55-58 kg mã chữ. Mã chữ cho em ha. Mã chữ 80k. Mã chữ 80k, chị Tuyết Tuệ Nhi comment sau. Cái này là nhiêu chị? 80k thôi. Chữ 80k. Bao đẹp. Cái này là hàng đếm từng cái một đó mọi người. Hàng đếm từng cái. Chất rất là mới. Mã chữ chị Min Min. Trời ơi, lên một con này mọi người. 55-58 kg mọi người, xịn sò con này luôn. Đẹp chưa? 80k luôn đi. Xỉ là 70. 55-58 kg. Ờ, xỉ 60k chứ. Mã 173. 173, 80k. Đẹp lắm, 173. Mới tình, 173, 80k. Xỉ 60k. Trời ơi, tiếp tục này mọi người ơi. Con này chất dày nha mọi người. Chất dày nha. Siêu mới con này luôn các chị ơi. Con này dễ thương lắm. 52-55 kg, cái này có dây thắt nữa nè mọi người. 52-55 kg. Mã 22. Mã 22 cho em. 22-80k. Mã 22-80k. Con này đẹp mê luôn mọi người. 22-80k. 22 chị Minh Minh.
Văn Lê sau. Còn nhiều cái con siêu phẩm mà nó mê nhức nhối lắm mọi người. Từ từ đợi em xíu này. Con này lạ quá, con này còn mát luôn. Đúng kiểu của áo men mọi người. 70kg mọi người, mã kẻ 50k. 70kg mã kẻ 50k cho em, còn mát luôn. Mới tân tình luôn. Trời, nó có cái nút dự bị nữa nè mọi người. Mã kẻ 50k. Mã kẻ 50k. Kẻ 50k các chị ơi, chuẩn bị live phao nha mọi người. Kẻ chị Min Min. Rồi con này các chị ơi, 65-70kg mọi người, mã to, mã to 50k. 65-70kg mã to 50k. Con này phao tiếp đi mọi người. Nay cho nó hết phao xong ngày mai em chỉ có dạng cho nó dễ đi. Này bị đổ cho mọi người. Nay hết phao xong ngày mai em chỉ có dạng nha mọi người. Cái này to rồi chị. To chị Min Min. Bốn tám 50kg mã đỏ. 48-50kg mã đỏ. 48-50kg mã đỏ. Con này lại nữa. Bữa khách hỏi con này là 80k tìm mã không ra. Resize mọi người. Resize mã số 8. Con này dễ thương. Resize mã số 8. Khách tìm hỏi con này chốt 80k mà tìm hoài không ra. Có sao trầm. Có pha từ trong ngoài. Chị ơi theo dõi like với em chị. 8 chị Min Min. 60kg mọi người. BT hạ sau. 60kg mã 48. 60kg mã 48. 60kg mã 48. Mà có live stream giải tiếp đi em đang hóng chị ạ. Em để từ từ em like bớt phao nữa mọi người. Hôm nay em muốn xả phao cho nó hết đó các chị ơi. 48 cho chị Nhung Hoàng. Nhung Hoàng 58-60kg mọi người, đang muốn xả phao cho nó hết. Xong đầu ngày mai còn phao còn dạng nhiều lắm mọi người. Mã số 1. Chị Min Min comment sau mã số 1. 60kg mã số 1. 60kg mã số 1. Cái này dạng tô mọi người. 55-58kg mọi người, 30k mã 30. 55-58kg 30k mã 30. 30k mã 30. 50-52kg mã cam. 50-52kg đẹp mã 30 cam. 30 chị Min Min. Đó 30k em. 50-52kg mã cam. Em xả cho hết nó pha dạng pha xong rồi. 48kg mọi người, mã lông 30k. Mã lông 30k. Lông 30k. 55kg dạng form resize 30k chị Mai Nguyễn. Resize các chị ơi, mã lạ cho em mọi người. Resize mã lạ, con đẹp lắm. Resize mã lạ. Resize mã lạ. Lạ chị Kiều Ngọt. 55kg mã xanh. 55kg đẹp mã xanh. Hàng. Có, trời ơi sườn sáng ha, sườn sáng. Hàng sườn sáng đúng không? Sườn sáng Hàn Quốc có về không? Sườn sáng hả chị? Sườn sáng còn nhiều lắm. Mã xanh cho chị Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng có đơn không em? Chị Nguyễn Hồng inbox qua cho em nha chị Nguyễn Hồng ơi. Sườn sáng em còn nhiều lắm mọi người. Tại vì em đang tập trung vào like hàng đông cho nó xong. Hết hàng đông là bắt đầu em chuyển qua ra sườn sáng cho mọi người á. Size S mã 44. Size S nó đẹp mã 44 cho em ha. Size S mã 44. Đang tập trung vào like hàng đông xong bắt đầu là chuẩn bị qua hàng sườn sáng cho mọi người mặc Tết đó các chị ơi. Mã 44. Trời ơi con này nó xịt sò nè mọi người ơi. 58-60kg mọi người ơi. Con hàng hiệu hàng hoi nha mọi người. Chị Nguyễn Hương nó sơn thỏa cho em đẹp chưa ạ? 58-60kg mã hiệu. Mã hiệu cho em mọi người. 58-60kg mã hiệu. 58-60kg mã hiệu. Ngất ngây con này luôn. Đẹp quá. Resize các chị ơi. 55kg. Rồi ok chị. Mã 127. Hiểu chị Min Min. Trời ơi, 127 chốt ngay và liền cho em nào mọi người. 127. Mai Nguyễn sau. 127. 40kg mọi người ơi. Mã 33.
40 kỳ mã 33, cái này size nhỏ. 40 kỳ mã 33. 127 chị Trang Trần Lê. Hello Bích Hồng. Hello chị Bích Hồng. Rồi con này các chị ơi, 60-65 kỷ mọi người. 60-65 kỷ. Mã 211. 211 cho em ha. 60-65 kỷ mã 211. Hello chị Hà Thương. Mã 211. Cái này phao nhẹ nè mọi người. 55 kỷ mọi người. Mã 135. 211 chị Min Min. 55 kỷ mã 135. 135 các chị ơi. Chưa mai mọi người theo dõi like chưa đi mọi người. Lai áo dài, dài mơ lắm mọi người. Con này lạ nè. 135 chị Yến Nguyễn. 70 kỳ mã 70. 70 kỳ mã 70. 70 kỳ mã 70. Con này măng tô xinh quá. 50-52 kỳ mọi người. Mã dài. Con này hợp đẹp đúng không mọi người. Mã dài, hợp xinh luôn. 50-52 kỳ mã dài. Con dạng bombo mọi người. Resize mã cam. Resize mã cam. Form và resize mã cam. Cam các chị ơi, resize mã cam. Dài chị em. Resize mã cam. Còn dài chị Min Min. Còn mũ nha mọi người. 50-52 kỳ. 50-52 kỳ mới đẹp. Mã 27. 50-52 kỳ mã 27. Cam chị Phạm Thúy. Mã 27 Phạm Thúy lên số tạ cho em nè. Lên rồi. Lên rồi hả? 55 kỷ mọi người, mã 861. 55 cái đẹp mã 861. Thì chứ bây giờ chỉ cần lặn mà cỡ khoảng 1 tuần nó tìm phao là lịch không ra đấy mọi người. 861. Lặn 1 tuần nó là không sao đâu, trong đi trong mà. 861, 27 chốt chưa? Trời ơi, 55 kỷ mã rêu. Để qua 27 cho kẹo ngọt. 861 cho kẹo ngọt mã rêu. Rêu cho em mọi người, rêu. Ba xịn sò luôn nha mọi người ơi. Mã rêu. 50-52 kỳ rêu cho chị Dung Hoàng. 50-52 kỳ mã vàng chị Min Min kẹo ngọt comment sau mã vàng. 50-52 kỳ mã vàng. Mã vàng. Lên phần này các chị ơi, 52 kỳ mọi người, mã số 4. Chị Dung Hoàng xin móc cho em nha chị ơi. 52 kỳ mã số 4. Vàng cho kẹo ngọt. 52 kỳ mã số 4. Số 4 các chị ơi. 55 kỳ mã 23. 55 kỳ đẹp mã 23. 55 kỳ mã 23. Con này các chị ơi, 60 kỳ nữa mọi người. 60 kỳ số 4 như thuộc tệ nhi. Đây đây đây. Đây nãy giờ mày. Tìm hỏi. Em đi đi. 60 kỳ mã số 10. 60 kỳ mã số 10. 60 kỳ mã số 10. Đây số 4 này, số 4 phát chốt quá trời kìa. Tuệ Nhi. Vừa xem live vừa coi đã bắn. Chẳng chốc được rồi. Mã số 10. Số 10 cho em mọi người, mã số 10. À mọi người đang xem đá băng. Có cái nào có chị ơi. 560 kỷ mọi người. 23 chốt cho ai vậy? Mã 83. Mã 83. 23 chốt rồi. Mã 83. Chốt rồi. 23 chốt cho ai? Nhiều quá lên không kịp. Con lạnh. Mới chốt rồi nhỉ. Mình chốt cho người ta mới không đọc người ta trời. Sao người ta biết được là người ta bị được chốt? Chưa ghi kịp. Con lại. Nhưng con kịp mà. 83 chị Tuyết Đinh. Chắc con Nhung nó ở gần quần nó, cái nó ngủ lay quần rồi. Quần nào em đâu ngủ quần đâu. Quần nó chốt đơn xong nó chỉ nó nhìn người ta nó chốt thôi xong nó đâu có đọc tên đâu. 83 chị Tuyết Linh. 4850 kỳ mã hồng. 4850 kỳ mã hồng. Giờ nó chốt nó biết tên cho khách mà giờ nó biết chốt cho ai lại luôn. Tạo họa luôn quá. Mã hồng. 5558 kỳ mọi người. Rồi ok xả cái vàng đúng không? Mai nhớ nhắc nha. Mã 11. Mã 11 cho em mọi người. Mã 11 tép nó giống quần ghê luôn á. Mã 11. Hôm bữa quần chốt đơn vậy. Viết tên bỏ vô riêng.
Cái 35 kính màu đen hả? 60-65 kính mọi người. Mã lại 60-65 kính mã lại trên 11 cho kệ ngọc. 60-65 kính mã lại. Lại mọi người. Resize mã đen. Dạ chị Tuyết lên. Resize mã đen 60 kính mã đen. 60 kính mã đen. 60 kính mã đẹp mã đen. Sau Nguyễn Mạnh Hùng sau. Mã đen 558 kính mã sọc. 55-58 có đẹp mã sọc. Sọc cho em mọi người. 55-58 kính mã sọc. 55-58 có đẹp mã sọc. Chỗ này các chỗ bị đổ nhẹ nha mọi người. 20k đi. 558 kính 20k cho em. 558 kính 20k. Nó bị giờ bị vô mọi người. Để mặc tèn tèn chơi. Con đen dài. Trời ơi con nào chị ơi, sáng ngày mai chị báo em bây giờ chịu giờ không tìm được. 50k chị Nhung Hoàng. 55 kính mọi người, 55 kính mã xanh. 55 kính mã xanh mọi người sáng cái này mai mình báo nhân viên nha. Giờ mà bảo em tìm em bố họ tay. Ui cái này đẹp quá. 55 60 kính mọi người. Thì con lộn mèo gì nữa. Mã số 3 còn. Mã số 3 còn nguyên một chồng luôn. Chú like được nè. Mã số 3 từ từ like hết cái đây sẽ like. Gia lộ rồi. Tại vì em đang gia lộ. Sao chị khuyên Ngô? Gia lộ nó đang ở này chứ kìa. Khuyên Ngô lấy số điện thoại giúp em ạ. Khuyên Ngô là bên quên đó mà đúng không? Không coi rồi. Phải quên Ngô đang quên nhỉ. Đây gia lộ đây mọi người. Mã xanh chốt cho em. 558 thì mã rêu. Rêu cho em mọi người. Gia lộ. Mã rêu. Chị khách quen rồi. Ok chị khuyên ngu. Mã rêu trời cái con này đẹp xịu xịu luôn mọi người. Con này xịu ngang xịu dọc luôn này. Rêu chị Thúy Mai 48-50kg xịu lên xịu xuống rồi mọi người. Anh Chu Lê sau. Mã 41 sau. Này đẹp quá. Mã 41. Mã 41 cho em mọi người. Xịn sò chưa. Mã 41 tốt ngay và liền cho em mọi người ơi. Con này một lớp. 41 chị Thúy Mai, hoa xuyên chi sao. 55 kỳ mã đỏ. 55 cái đẹp mã đỏ. Bích ơi. Xuống đây em nhờ xíu coi. Mã đỏ. 55 cái đẹp mã đỏ. Bích bỏ đơn hàng của Bích vô trong bì chưa. Xuống đây em nhờ xíu nè. Size S mã 12. Size S mã 12, cái là bán này mọi người 30k đi. Size S mã 12 30k. Bên này bỏ nè. Size S mã 12 30k. Cái này 30 kg mọi người, mã bé. Mã bé 30k luôn. Cho em ít da lộn nó đi. 30 kg mã bé 30k. Bỏ đó mà bỏ. Người ta làm việc vì đam mê. Sao lại kêu biết bỏ nghề. 65 kg mọi người, 65 kg. Mã 532. 65 kỳ mã 532. 41 chốt rồi nè. 65 kỳ mã 532. 48-50 kỳ 30k mã 32. 48-50 kỳ 30k mã 32. 30k mã 32. Trời con này đẹp nè mọi người. 532 chị em. 55 kỳ mọi người. Mã 175. 532 chị Nguyễn Mạnh Hùng. 55 kỳ mã 175. 55 kỳ mã 175. Con này bị lỗ nhẹ bán mọi người 30k nhé. 55 kỳ 30k mọi người. 55 kỳ 30k. Tiền đâu muốn xe trời. 175 kìa. Rồi cái này 30k mọi người. Tiền đâu muốn mua xe mà họ tôi muốn xe trời. 175 đại gia thử cho mượn tiền mua xe đi đại gia thử. 55 kỷ mọi người. Mã 26. 55 kỷ mã 26. 55 kỷ mã 26. Mà gì? Hàng gì chị ơi chị hỏi đi. Hàng thanh lý hả chị? Hàng thanh lý hả? Hàng đây là hàng si á chị ơi. 55 kỷ mọi người. Mã hồng. Siêu thanh bao nhiêu là 4 tỷ. 175 chị.
175 chốt chưa? Mã hồng. Lại 4 tiếng rồi. Mã hồng. Cứ dạy ra trong 1 tiếng mua xe. 556 ký mọi người. 556 ký. Mã 16. 556 cái đẹp mã 16. Rồi lại qua qua gia lộ. Mã 16. 50 ký mọi người, mã số 6. 50 cái đẹp mã số 6. Có áo khoác gia lộ này mọi người. Mã số 6. Trời con này nó xịt sáu quá. Con lông thịt này. 6 cho chị Kiều Trang. Size S mã lông. Đẹp chưa? Lông thật mọi người. Size S mã lông. Lông gọi cho em mọi người. Size S mã lông. Ôi con này xinh quá nè mọi người. Trời ơi nó đẹp quá nè mọi người ơi. Nói hết tao đi em rổ ok. Em chắc không sai trong tắm luôn quá. 48-50 ký mọi người. Con này ba xinh luôn. Phí mai chốt may còn kịp mã số 5. Mã số 5 đẹp quá. Số 5 mọi người. Số 6 em chốt rồi nha chị Ngọc Anh. Số 6 luôn Ngọc Anh comment sau rồi em. 558 ký mã đỏ. 55-58 cái đẹp mã đỏ. Ui cái con cái đẹp gì mà không có người chốt. Mã đỏ. Cái con nó đẹp lắm mọi người. Mã đỏ. Làm cho chị Đỗ Nguyễn Ngọc Anh. Mã đỏ. Chị Đỗ Nguyễn Ngọc Anh xuống thỏa treo. Đỗ Nguyễn Ngọc Anh hỏi khách biết. Trên đẹp đấy. 55 ký mọi người. Mã lạ 50 ký thôi. Ui, cái con này lạ quá. 50 ký mã lạ. Lại 30k đi mọi người. Lại 30k. 5 cho chị nụ cười pha lê. Ồ chút rồi. Lại 30k. Chị Đỗ Nguyễn Ngọc Anh sau. Chị nụ cười pha lê số hỏi cho em ạ. 48 ký mã hồng. 48 ký mã hồng. Đồng giá 49k mọi người. Mã hồng. Hồng cho em các chị ơi mã hồng. Lại cái đó. Lại cho chị Min Min. Lại cái đó 30k em. 55 ký mọi người, mã số 7. 55 cái đẹp mã số 7. Số 7 bên trong lót lông mọi người. 55 ký mã số 7. Để đưa mà em ghi lại. Ok ok. Rồi đây các chị ơi, phong này 55-58 ký nữa mọi người. Mã hình. 55-58 cái đẹp mã hình. Mã hình cho em. Hình mọi người. 55-58 ký mã hình. Cái này bên trong bóc lông nha mọi người. Like xong cái đây là em bắt đầu qua like. Hồng thì em, hồng với chị Thảo Nguyễn đi, Thảo Nguyễn lên số điện thoại. 52 ký mọi người. 52 ký. Mã số 3. 52 cái đẹp mã số 3. Con này bên trong bóc lông. Mã số 3. Cái này cũng bên trong bóc lông nha mọi người. Bao ấm luôn. 55-56 cái đẹp. 55-56 ký mã đỏ. Siêu mới con này mã đỏ. 55-56 ký mã đỏ. Mã đỏ mọi người. 48 ký size S. Mã 325. 48 ký size S. Mã 325. Đỏ chị Nhung Hoàng. Con đẹp quá mọi người. Siêu siêu đẹp nè mọi người. 5253 ký mọi người. 5253 ký mã 81. Không dễ thương luôn. Mã 81 đẹp. 81. 3 gì đồ Nguyễn Ngọc Anh. Mã 81 đẹp nè mọi người. Mã 81. 55-56 ký. Mã 175. 55-56 cái đẹp mã 175. 175. 175 cho em mọi người. 175 cho chị Nana Nhi Bùi Mai sau. Nana lên số điện thoại cho em nè. Bùi Ngọc em. 50 ký mọi người. 50-51 ký mã số 2. 50-51 cái đẹp mã số 2. Gia lộ.
bên trong lót lông, mã số 2 50-51 cái đẹp, mã số 2. Mã 2 cho chị Minh Minh Hà Nội. Size S mọi người, mã đỏ 30k. Size S mã đỏ 30k. Ok chị Nana. Size S mã đỏ 30k. Cái này bên trong lót lông nha mọi người. Mã lại chốt mấy giờ mọi người? 81 chị. 81 chị xem cho ba. Profile này các chị ơi. 55-58 chị. Mã 17. 55-58 cái đẹp mã 17. 17 bên trong lót lông ha. Mình cứ vừa lai pha vừa lai dạng đánh lộn cho mọi người lộn cho mọi người. 55 kỷ mọi người, mã đen. 55 cái đẹp mã đen. Đen 55 kỷ mã đen. Trời ơi con này đã chỗ. Form resize nè mọi người. Mã 526 con này mê đúng không ạ? 526 resize. Đen chị Nhung Hoàng. Resize mã 526. Size S mã vàng. Size S đẹp mã vàng cho em ha. Size S mã vàng. Vàng mọi người ơi. Ôi, một con da lộn không dài này mọi người. Đẹp chưa các chị ơi. Mê chưa? 55 kỷ mọi người, mã dài. 55 đẹp mã dài. 55 kỷ mã dài. 55 đẹp mã dài. Dài chị Minh Minh. 55 kỷ mọi người, mã rêu. 55 kỷ mã rêu. Levi sao? 55 kỷ mã rêu. Cái này bên trong lót lông hết toàn bộ nha mọi người. Rêu chị Hoa Xuyên Chi. 50-52 kỷ mọi người. Mã 70. 50-52 kỷ mã 70. Cái này ấm một mùa đông bên trong lót lông hết. Mã 70. Mã 70. Cái này có mũ nha mọi người. 70 chị Minh Minh. 48-50 kỳ. Mã 435. 48-50 kỳ mã 435 có mũ. Đồng giá sao chị? 435. Ừ. Ô con này dễ thương quá. Đồng giá nha mọi người. 70 em chốt rồi. Con này xịn sò quá mọi người. 50-52 kỳ. 50-52 kỳ lại chốt nãy giờ rồi mọi người. 50-52 kỷ màu đẹp. Mã số 2. Mã số 2. Con này đẹp lắm. Mã số 2. Số 2 mọi người ơi. Rồi 2 cho chị lê. Tìm kiếm. Một con ghi lê các chị ơi. Tìm kiếm số điện thoại giúp em ạ. 55 kỷ mã ghi lê tìm kiếm đơn quen em. Trời lâu lắm mà sao chị tìm kiếm xuất hiện trong trang của em. 55 kỷ mã ghi lê. Ghi lê. Nó làm đẹp lại ghi lên. Rồi đây các lên pha này các chị ơi. 55 kỳ ghi lê chị Mai Nguyễn. 341. 55 kỳ mã 341. 55 kỳ mã 341. 341. Ôi con này đẹp. Con này mê mẩn luôn mọi người. 55 kỷ mọi người, mã dài. Ủa, con này xinh quá. Có dây chắc đai, mã dài cho em. Mã dài. Sao đồng giá 50k nha Hoàng Đức Minh. Mã dài. Ok từ từ em like hết em mấy cái đây xong. Dạ chị Lê Vy. 50-52 kỷ mã lạ. 50-52 kỷ mã lạ. 50-52 kỳ mã lại. Dài chị Lan Kim comment sau này. Lê Vy đơn quen của Lê Vy ơi. 48-50 kỳ. Mất Lê Vy hay Lê Na đợt vừa rồi mới xả đơn nhỉ. 48-50 kỳ mã ghi lê. Chị Lê Vy lấy số điện thoại giúp em ạ. 48-50 kỳ mã ghi lê. Chị. 50 kỳ mã hoa 30k.
50 kỳ mã hoa 30k. Đợt vừa rồi có phải chị xả đơn đầm không chị? Chị Lê Vy hay Lê Na biết nữa. Cho em cái dao động hoa chị gì? Cho ít. Hoa chị mận. Mận Roroma hả? 60 kg mọi người, mẹ 96. Cái đó 30k. Mận Roroma. Roroma phải thương Roroma. 30k hả chị? Dạ ok chị. Mã 96. Mã 96 mận mận Roroma hả? Đi đặt luôn. Lỡ phải sao? Mã 96. Ok chị, cố gắng chốt hai ba chiếc em đi hàng nha chị ơi. Ôi cái này lạ quá. Cái này 30 kg thôi mọi người, mã 30-20k đi. Cái này cho bé nha mọi người, 30 kg mã 30-20k. Sao này dành cho bé 30-20k. Rồi cái này của chị Thúy Minh là tao nghi chắc đứa nào phải cái đơn hàng của chị Thúy Minh không bỏ bì chắc em. Có khi đến chốt hàng cho khách xong ướt thêm bỏ bì nữa chứ. 30 chị Kim Loan. Lạc đơn hàng của chị Thúy Minh ra đây chứ. Tại phải cái bọn này đây nè. Cái này là 30 mà chị Thúy. Cái nhỏ nhỏ đúng rồi đó. 30k hay sao? Ừ, 16 chốt chưa? Mười mấy cái rồi chị Thúy Minh lạc luôn. 50 kg mọi người. Mã 393. 50 kg mã 393. Một cái có một cái chị ơi. 96 chị Nga Quỳnh. Chị Nga Quỳnh xin hỏi giúp em ạ. 393 đưa lại hai chiếc bên em đi hàng nha mọi người. Một chiếc bên em không có điện cho đơn đâu nha. 393. 55.8 kg mã xanh. 55.8 đẹp mã xanh. Em nói thiệt chứ giải thích của em mọi người nhìn mê luôn mọi người. Giải nhập của giải thích rất đẹp đó. Mã xanh. Mã xanh. Tối mai em like. Sáng mai like xanh dạ. Sáng chị Ngân Hạnh. Sáng mai 9:30 like dạ. Tối mai like dạ. Tối mai like. Rồi đây các chị ơi, 48.50 kỳ mã hồng. Có áo nỉ không? Có áo hot team mới về hàng, chuẩn bị về hàng mọi người. Mã hồng nhưng mà em hấp đi em biết like lắm mọi người. Mã hồng 55 kỷ mọi người, 30k. Mã 30, cái này giống kiểu áo bomber à gió mọi người. 30k mã 30. Hồng cho chị mận Roma. 55 kỷ mã đỏ. 55 đẹp mã đỏ. Đỏ 30k luôn. 55 kỳ mã đỏ 30k. Bán cho nhanh hết hàng rồi chuẩn bị đi. 65 kỳ mọi người, mã rêu. 65 kỳ mã rêu. Rêu cho em mọi người. 65 kỳ mã rêu. Bốn tám 50 kỳ mã số 5. Rêu cho chị Nhung Hoàng. 48.50 kỳ mã số 5. 48.50 kỳ mã số 5. Size S màu đẹp mọi người, cái này 30k. 30k. Mã 41. 30k mã 41 đỏ, đỏ 30k hả? Ờ đúng. 41 30k. Cái mã 30 là tốt cho Lệ Huyên. 50-52 kỷ mọi người. 50-52 kỷ chị ít mã nè. Mã 29. 29 chất này lạ lắm mọi người. Chất này cực kỳ lạ. Mã 29. Size S màu đẹp mã đỏ. Size S màu đẹp mã đỏ 30k. Mã số 2 chốt cho em. Chốt rồi. Chốt rồi. Gì có mã số 2 đâu mà chốt. Cái con kia. Con này nó mã gì á? Không có mã. Sao lại con mã? Chỉ có gắn mã đâu mà có. Có. Cái con này thì đâu có đặt mã lên tên đâu. Có cái mã đâu. Con này mọi người.
4850 kỳ mã đen. Cái con này đúng không? 4850 kỳ mã đen. Số 2 là cái mã màu gì vậy chị ơi? Mã đen. Chắc cái mã 29 quá. Đó, đâu phải, không phải. Chị Ngân hạn chốt mã lại cho em này. 52 kỳ mọi người. Con này xinh quá. Mã 273. Ba đẹp luôn. Cái đen cái đó 29 đó chị. 29 chị Ngân hạn. Em inbox nhà chị được không ạ? Ok. Ok chị. 273 đẹp quá nè mọi người ơi. Bây giờ hết Zalo rồi Bích ơi. 273 cho chị Hải Yến. Kiều Ngọt sau. Hết Zalo rồi Bích ơi. Trời ơi cái con này đẹp xịn xò khỏi phải bàn mọi người. 55 kỷ. Thấy Ngọc Anh. Nhưng mà nãy giờ Ngọc Anh đâu có chốt đâu phòng em. Mã 317. 317 cho em mọi người. Xịn xò lắm. Mã 317. Bích ơi Bích à. Cái này quát nhẹ ok. Từ đợi em xuống lên phao. Quát nhẹ này. 55 kỷ 317 chị tìm kiếm. 55 kỷ 20k mã đen. 20k mã đen. Hoa xuyên cây sao. Minh Minh sao. 20k mã đen. Đây là chị Hải Yến. Chị Ngô Kim sao. 60-65 kỷ mọi người. Mã 166. 60-65 kỷ mã 166. 166. 166. Bích ơi Bích ạ, làm gì đó ạ? 50-52 kỷ mọi người. Mã số 3. Đen chốt của mình. Mã số 3. Mã số 3. Đen chốt rồi nha mọi người. Trời con này đẹp quá nha mọi người. 55-58 kỷ mã rêu. Con này đẹp khỏi bàn đi. Mã rêu. Xong chưa mọi người ơi, mã rêu. 55-58 kỳ mã rêu. Ôi cái này cho bé nha mọi người ơi. 25-27 cho chị Nhung Hoàng. 25-27 kỳ sao? Mã bé, đẹp lắm. 25-27 kỳ mã bé. Trời ơi cái đó hơi bị xịn xò luôn mọi người ơi. 48 kỳ mọi người ơi, mã vàng. Size S mã vàng. Bé chị Liên Ngô Kim. Size S mã vàng. Size S mã vàng. Size S mã vàng cho hàng phản. 50-52 kỷ. Mã 626. 50-52 kỷ mã 626. Cái mã rêu chốt cho ai vậy? Nè. Chưa. Cái gì chị này khách chốt quá trời chứ em. Chưa chị chị. Nhìn mấy bê tê hả? Không, Kim Loan. Kim Loan hả? Rêu chị Kim Loan. 626 có 40 kg mà cao 50 là vừa nhé. 46 kg mà cao 50 cái đó vừa mà thấp chốt mất rồi chị ơi. Chị nghe cái nào size S là 46 40 kg mang vừa nhé chị nha. 50-52 kg mã 84. Mã bao nhiêu con kìa? Mã 84 em bao nhiêu kg hả? Em 48 kg mọi người. Mã 84. Rêu chị Kim Loan chị Nhung Hoàng. 84 cho em mọi người. Cái này 40 kỳ mang vừa nè mọi người. 35-40 kỳ mã hồng. 35-40 kỳ mã hồng 30k. Vàng hết rồi mọi người. Vàng hết rồi. Và mọi người còn bên sau. 65 kỳ mọi người. Mã 188. 65 kỳ mã 188. 65 kỳ mã 188. 188 chị Nhung Hoàng. Lúc đầu đọc tên mình trước hả? Size S mà. Size S mọi người. Size S không đẹp. 30k đi. Mã 30. 30k mã 30. Em chào ơi con pha này. 55 kỷ đẹp mọi người. 55 kỷ.
Mã 16 con đẹp quá này. 16 chốt ngay liền nha, mã 16 xịn sò con này luôn. Mã 16. 16. 16 chị Liên Ngô Kim, Nhung Hoàng sao? 50 52 thì mã vàng. 50 52 cái đẹp mã vàng. Vàng mọi người ơi, 50 52 thì mã vàng. 48 vàng 50 thì Hải Yến. Mã 21 30k. Vàng sao? 48 50 thì mã 21 30k. 21 30k. Sáu mươi sáu lăm kỳ mã đen. 60 65 kỳ mã đen. Đen thêm mọi người. Cái này có mũ nè mọi người. 60 65 kỳ mã đen. 60 kỳ mã số 6, mã 86. 60 kỳ mã 86. 60 kỳ mã 86. Sáu mươi sáu lăm tùy mã 85. 60 65 tùy mã 85. 66 chị Nhung Hoàng. 85. Cái này bán mọi người 30k bị đổi nhẹ nha mọi người. 55 tùy 30k. 55 tùy 30k. Cái nào bị đổi nhẹ báo trước nha mọi người. 48 tùy mọi người. 30k mã 82. 48 kỷ 30k mã 82. Có cục sạch thì có cục sạch đó. Và 6 chốt đi. 60 kỷ mọi người. Đồng giá 50k mọi người. 60 kỷ mã 36. 60 kỷ mã 36. 86 chốt đi. Mã 36. 36. Trời. Cái này hiệu này mọi người. Cái này hiệu này mọi người. 40 45 kỳ mã 132. 40 45 kỳ mã 132. 132. 132 cho chị Liên Ngô Kim. 55 tỷ 30k mã 30. 55 tỷ 30k. Mình sao? Mã 30. 55 tỷ 30k mã 30. 30k mã 30. Mã 30 chị Nguyễn Hồng. 50 tỷ mọi người, mã 277. 50 52 kỳ mã 277. 277. Đúng rồi. Đúng rồi. Có ít đâu. 30 chốt kìa. Chốt kìa. 58 kỳ mã đen. 58 cái đẹp mã đen. 277 chị Khuyên Ngô. 58 kỳ mã đen. 55 kỳ mọi người. 55 kỳ đen chị Minh Minh. Mã 190. À đen chị Lê Vy. 190. Chị Minh Minh cầm em xong. Trời ơi con da lộn này mọi người. Tiếng này cầm em xong. Da lộn nam hay sao? Để xong. Nam con đẹp quá này. Đen cái này. Ừ. 55 kỳ mọi người. Mã 60. Con này chị xong khỏi bàn. Chị Tiếng này cầm em xong. 55 kỳ mọi người. Mã 60. M A M hết cái này hết cái đây hết cái kia nghỉ hết cái nào hết cái đó hết cái đây hết cái đây nghỉ. Có cái bị lỗi có cái không chị ơi. 60 chị Kim Loan em báo trên live rồi. Nhưng Ngô Kim sao? 48 50 tỷ mã 166. 48 50 tỷ 166. 166. Cái này mình đủ không có báo trên like nha mọi người. Bán giá rẻ hơn ha. Ôi con này đẹp quá. 55 kỳ mã 172 xuất sắc luôn.
166 chị Phạm Hoa Mai. Trời ơi, cái con đẹp quá mọi người. Đổi lên một con ghi lê nha mọi người. 50kg mọi người, mã ghi lê. 50kg mã ghi lê, xịt xỏ. 172 chị Nụ Cười Pha Lê. Mọi ngọc lên. Chị Nụ Cười Pha Lê xuất khỏi tim. Mọi ngọc kia bệnh người sao. Trời ơi, một con lông thật hả mọi người. Đẹp quá. 48-50kg mọi người. Ghi lê chị Liên Ngô Kim. Bán 50k luôn. Mã 912. 912 con này siêu siêu đẹp. Chuẩn bị cho em 912. Chuẩn bị cho Thúy Mai đi. Chuẩn bị cho Thúy Mai 55kg. Mã 50. Có cái mã 50, hai mã nó trùng nhau rồi ta. Cái đó mà ghi lê mà là cái mã 912. 912 cho ai kìa. 912 thì Kim Loan. Cái đánh ghi lê của ai ấy? Liên Ngô Kim. Rồi mã 50. Resize mã 50. Resize mã 50. Năm hai kỷ mọi người. Mã hồng. 52kg mã hồng. 52kg mã hồng. Size S mã đen 30k đi. Size S mã đen 30k. Mã đen 30k. Trời ơi, con này mọi người. Con này lại quá này. 65-70kg mọi người. 65-70kg mã 309. 65-70kg mã 309. 912 trước này. 912 chị đăng ký comment sau. Đây là cái hồng dạ. Nó bị lỗi á chị ơi. Cái nào bị lỗi em mới bỏ qua đây á. Cái nào đây, cái này đúng không? Không thấy cái nào như nó bị bạc tay. Cái nào đó cái này. Nó bị bạc tay rồi em mới bỏ qua chị. Bị lỗi. Năm mươi lăm năm tám kỷ mọi người. Mã lạ, mã lạ trên nè mọi người. Năm mươi lăm tám kỷ mã lạ. Mã lạ 48-50kg mã rêu. Lạ chị Lê Vy. 48-50kg mã rêu. Cái đó bị lỗi chị. Mã rêu. Cái này em bỏ qua đây này, bị lỗi em không like. 60kg mọi người. Mã 265. Rêu chị Thúy Mai Liên Ngô Kim sau. 60kg. Mã 265. 60kg mã 265. 265 chị Liên Ngô Kim, chị Minh Minh sau. 48kg. Mã 32. 48kg mã 32. 48kg mặt 32, cái này một lớp. 50-52kg 30k mã hồng. 30k mã hồng. Không, cái đó bị lỗi tặng. Tại vì nó bị đạt cái màu mọi người. Tặng cái nào nó còn xài được ấy. Mua cái này cho bé đó mọi người. 25-27kg mặt bé cho em. Xin chưa. 25-27kg mặt bé. 25-27kg mặt bé. 50-52kg mặt xanh. Bé chị Nguyễn Hồng. 50-52kg mặt xanh. 65kg mặt đen. 65kg mặt xanh chị Thúy Ma. 65kg đẹp mã đen. Cái này có mũ nha mọi người. Em cao 1m6 mọi người. 50kg mã 211. 50kg mã 211.
50 tiền mà 2 mùng 1. Cái này một lớp này các nhỏ ơi. Cái này một lớp này mọi người. 55 năm tạng kỳ. Một lớp ha. 2 mùng 1 chị Thúy Mai. Mẹ 52. 52. Lên nốt pha thì ok chị. Từ từ em like xong cái này xong em lên pha cho mọi người. Cái này lạ quá. Resign mã lạ. Trời con này đẹp quá mọi người. Nhân lộn một lớp. 52 chị Liên Ngô Kim. Resign mã lạ. Lên sau. Để đi ngủ. Đây còn sao sao còn mấy chục cái nữa hết rồi. Sáu năm kỳ mã xanh, sáu năm cái đẹp mã xanh, sáu năm kỳ mã xanh, sáu năm kỳ mã xanh, 50-52 kỳ mọi người, từ đỡ một xíu, bỏ bút ở đây cũng sụp cây, sụp sụp cây, biết sao mà lấy được cái lô phao này ta, chúng ta lấy cái gì? 52 kỳ mã đen. Nay phải về nhà. Làm gì có, nhà mình ở chứ. Mã đen. Mã đen. Về đâu? Nhà mình đang về đâu? Ô con này mọi người. 60-65 kỳ mã vàng. 60-65 cái đẹp mã vàng cho em ha. Vàng mọi người ơi. 60-65 tiền 50k một chiếc nha chị Mỹ Hạnh. Mở vàng. Nó kêu mẹ ơi có về không mà mẹ không thích về. Đeo này các chị ơi. Nó ăn 60 kỳ. Nó ăn 60 kỳ. Mã số 4. Mã số 4. Mình thích thì mình về. Mà mình không thích thì mình không về đó mà. Mã số 4. Bố chị Liên Ngô Kim. 40 kỳ mọi người, mã 393. Chị Kim Loan sau. Bán này mọi người 30k. Mọi người sau. 393 30k. Tôi cho xin hai chị em mình soạn hàng chắc lịch luôn. Chắc là 12 giờ đêm quá. 60-65 kỳ mọi người. Có ở lại chỗ chống trộm mà. Mã 181. 181 65 kỳ mã 181. 65 kỳ mã 181. 181. 181 chị Phạm Hoa Mai. Đã bảo là không về rồi. Khổ ghê, không về, sai hết mã 33. Sai hết mã 33 bất ơi. Gia lộ bất ơi. Sai hết mã 33. Năm mươi tỷ mã xanh. 50 tỷ mã xanh. Xanh. Ngã. 50 tỷ mã xanh. Ôi con này đẹp này mọi người ơi, mà nó to này. 65 tỷ mã vàng. 65 tỷ mã vàng. Con này xinh lắm mà nó to. 65 tỷ mã vàng. Vàng. Vàng chị Nhung Hoàng. 55-58 chị mã đen. 55-58 cái đẹp mã đen. Đen mọi người ơi. Gần chục cây của em rồi này. Chị Liên Ngô Kim sao? Chị còn tạm thân dài dưới đây không mới đâu chứ. 60-65 cái con đẹp quá. Mã 347. 60-65 kỳ mã 347. Con này mê nhá mọi người ơi. 347. 48-50 kỳ mã ghi lê. Ghi lê 30k đi mọi người. 48-50 kỳ mã ghi lê 30k. 50-55 kỳ mọi người. Mã 532. 50-55 kỳ mã 532. 532. Ghi lê chị Liên Ngô Kim.
Mọi người ơi, đơn hàng ít nhất phải 100k em mới đi hàng nha mọi người. Đơn hàng 100k trở lên mới đi hàng nha. 52kg mọi người ơi. Mã 17. 52 cái đẹp mã 17. 52kg mã 17. Kim Anh Huỳnh 70 tỷ mọi người ơi, mã 33. Chị Kim Anh Huỳnh lấy số hỏi cho em. Kim Huỳnh quên em. 65-70 tỷ mã 33. 65-70 tỷ mã 33. Đi lên em chốt rồi mọi người. Cái này cho bé đó mọi người. 30-35 tỷ mã bé. 33 chị Trâm Anh Đỗ. Bé 30k. Hello chị Trâm Anh Đỗ. 35 thì mà bé 30k cũng con này đẹp quá này mọi người. Người ta chị ơi. 60 thì mã rêu. 9:30 sáng mai là live áo dạ mọi người, dạ siêu đẹp luôn. Rồi cái này mã rêu cho em, mã rêu. Dạ em biết rồi chị ơi, mã rêu. Rêu hợp đẹp luôn mọi người. 9:30 sáng mai nha các chị ơi là live dạ nha mọi người. Rêu chị Trâm Anh Đỗ. 48-50 kỳ mã xanh. Chị Nhung Hoàng comment sau. 48-50 kỳ mã xanh. Rồi là một cái size to nữa này. 65-70 kỳ mã số 2. 65-70 kỳ mã số 2 xanh Kim Anh Huỳnh. 65-70 kỳ mã số 2. Hai xanh chị Hàng Phạm comment sau. 52-53 kỳ mọi người, mã 11. 5253 cái đẹp mã 11. 5253 cái mã 11. 70 kỳ mã vàng. Em bộ với chị Ngân Hạnh. Dạ con resize mọi người. Mọi người comment sau nè. Mày xanh em trước rồi nha chị Tấm Hoài. 60 tới 70 kỳ mã vàng. Con này đẹp. Có 70 kỳ mã vàng. 55 kỳ mã 48. 55 kỳ mã 48 11 chốt kia. Này chị Trâm Anh Đỗ. 55 kỳ mã 48. Trời ơi con này mọi người ơi. Mê mẩn với con này luôn. 60 kỳ mọi người. 58-60 kỳ mã đen. 48 chứ chị. Phạm Hoa Mai. Cái này mã đen. Sụp cây của tôi. Đen cho chị Nhung Hoàng. Đen chị Nhung Hoàng. Trở lên sao dài không? Sao dài mà 50k thì chắc mình em bán chứ. Cái này nó bị ruồng bông ở dưới nha. Bán cái này mọi người 30k đi. 55 kỳ 30k. Bên chị Nhung Hoài, chị Nguyên Linh cầm em sau. 55 tàn kỳ mã đỏ. 30k chị Nhung Hoàng. 55 tàn kỳ mã đỏ. Mã đỏ 50-52 kỳ mã 26. 50-52 kỳ mã 26. Chuẩn bị lên Zalo đẹp lắm mọi người. Bớt ơi. Bớt ơi. Bớt Zalo của em bớt ơi. Trời, nó sụp nguyên cây rồi. Nó sụp nguyên cây dạ. Sao bớt không nghe nữa ta. Không thèm nghe đâu mà nghe gọi chắc biết là mình kêu giá Zalo không thèm nghe. 48-50 kỷ mọi người. Mã 173. 173 chắc gọi biết đúng có khi nghe. Gọi biết không nghe đâu. Chị gọi đi. Gọi biết đúng có số mà vã cho mà vài phát. Bích Đờ ơi. Dạ biết. 173 kìa. 173 chị Kim Loan. 30 kỷ mã nhỏ. 30-35 tỷ mã nhỏ.
30k đi. Ở trên gác mà gọi không nguyên 60kg mọi người, 60kg giả điếc á, 60kg mã 17, 60kg mã 17 con này đẹp nè. Okay. 17 chị Trâm Anh đủ. Cái gì đi ra chưa sợ. Rồi resize các chị ơi, mã rêu. Resize mã rêu. Sao gọi không nghe ta? Vâng, giúp bây giờ mẹ đâu rồi con? Mẹ đâu? Con mẹ đi đâu tiêu hồi à, trên trước. Trên trước đang soạn hàng, trời cứ nói xấu. Size S còn nữa, size S mã 16. Chúc Huy ơi, con gọi mẹ ra cho chứ gì vậy. Mã nhỏ chị Tống, Tống Hoài trước cho con, cho em. Gọi nãy giờ, đang nhìn, không nghe. Rồi mã 16. Lội nữa hả? Ừ, lội. Nãy giờ người ta đi làm việc cứ tưởng mình ở trên gác gọi con ơi. 16 chị Hằng Phạm. 55 tỷ mã xanh, 55 kỷ mã xanh. 16 chốt đi em. 55 kỷ mã xanh. Rêu của ai vậy? Rêu của ai vậy? Không, là Nhung. Rêu của chị á chị. 55 60 kỷ mã 175. 55 60 kỷ mã 175. Hết lộ rồi nha. Hết chưa? Hết lộ rồi. Nó một bảy hết luôn, chơi luôn, sợ gì. 175, 175 chị Nhung Hoàng. 70kg mã chữ, 70kg mã chữ. Ôi chào, coi chừng nó sụp hết nguyên cái cây đó. Cô ấy là răng rác luôn, không biết. Tôi nói là bứt khỏi ngủ luôn á. Rồi, có khi nào nó sụp hết cái cây đó của em không? Cho con biết cái đó, kệ nó cần hết lộn nó hút, nó hút, sụp cái cây, nó xấu mất cái cây hàng. Ngày mai mất công phải một bữa nhân viên nữa. Đó, thấy chưa? Tôi chưa đứng giữ đó luôn đi. Đừng ra giữ đi. Người cái khác bỏ vô. 48-50kg mã chữ chị Nhung Hoàng. Chị Nhung Hoàng 30k mã xanh. 48-50kg 30k mã xanh. Hết pha rồi mọi người. Còn cái pha nữa không? 55-56kg mã 435. 55-56kg mã 435. Mã 435. Nhung cứu chị bớt đi Nhung. 50-52kg mã 127. 127. 127 mọi người. Trời, con sao mình được. Đẹp nó hay hơn này mọi người. Nó ăn 60kg mọi người. Trời, cái sao em mua 50k chị nữa. Mã dài. Dài mọi người. Mã dài 127 chị Kim Anh Hình, dài cho anh đổ. 48kg chị Nhung Hoàng comment sau. 48kg và 46 mọi người comment sau. 127 chị Kim Anh Hình đây. Cái đó là mã dài cho chị cho anh đổ. 127 của ai? Cho chị Kim Anh Hình. Dạ, ý như cái tướng mụn. Mã 46. Mẹ 46. Mẹ 46. 55kg mẹ 861. 55kg mẹ 861. Nó 5kg mẹ 861. Nó không là được mẹ nữa. Chung cho resize mã xanh thật xinh luôn. Resize mã xanh đẹp á. Resize mã xanh. Size S mã hồng.
size S mã hồng mọi người. Size S mã hồng quyết tâm lô cho hết rồi. Mai khỏi lộn nữa. Lộn này. Size S hồng 48 tí mọi người. Mã số 8. 48 cái đẹp mã số 8. Gia lộn 48 cái mã số 8. Chị nói chị không nhường đâu chị ơi. Số 8 của Thủy Mai. 52 kỳ mã hồng. 5253 cái đẹp mã hồng. 5253 kỳ mã hồng. Hồng 30k. Hồng 30k nha mọi người. 55 kỳ mọi người. 55 kỳ mã hình. 55 cái đẹp mã hình. 55 kỳ mã hình. Cái này xinh quá nè. Con này các chị ơi, 50 52 kỳ. Mã 81 thôi đẹp con này luôn. Mã 81. 81 dễ thương lắm mọi người. Giá lộ một lớp này mọi người. 55 58 kỳ. Mã 83. 55 58 kỳ mã 83. 83. 83 chị Thúy Mai. 52 kỳ mã đen. 52 kỳ mã đẹp mã đen. Em ráng like cho hết gia lộ rồi, rồi. Bữa nào là hết gia lộ. 55 60 kỳ. Mã số 10. 55 60 kỳ mã số 10. Lên phần này các chị ơi. 55 8 kỳ mã hồng. 55 8 kỳ mã hồng. Resize mã đen. Mà đẹp có dây thắt luôn. Resize mã đen cho không cái gì thứ mai. Đen chị Trâm Anh đổ. Cái con đen này nó mới đúng mọi người. Cái dây thắt lên của con đen này nó mới đúng này. Cái trai rồi thì sao mọi người. Con đen này, à, con đen này mới đúng rồi sao? Con đen này mới có đúng dây thắt lưng của nó này mọi người. Ủa này sao? Bảo mọi người có chốt không mọi người ơi? Con đó không có dây thắt lưng. Con này 55 kg nha mọi người. 55 kg mã 55. Cái chốt là đen này. 55 kg mã 55. Cái đen kia mọi người có chốt không mọi người ơi? Mã 55. 55 chị Trâm Anh đổ. Cái kia của đen của chị Trâm Anh đổ luôn không? Vậy thì chốt hai cái chị mặc hai cái gì thích thì tròn qua bên kia. 55 tỷ mọi người. Mã 27. 55 tỷ mã 27. 55 tỷ mã 27. 65 tỷ mọi người, 65 tỷ. Mã 23. 65 tỷ mã 23. 65 cái đẹp mã 23. 27 chị Thiên Mai. 55 58 kỳ mã xanh. 55 58 kỳ mã xanh. 23 cho Thiên Mai. 50 52 kỳ mã lạ. 50 52 kỳ mã lạ. Mã lạ xanh cho Lê Vy. 50 52 kỳ mã số 5. 50 52 kỳ mã số 5. Kim cái non mã đen như comment sao này. 23 kìa. Lại là Thúy Mai này. Lại cái này này. Còn cái xanh là Lê Vy. 50 52 kỳ mã đỏ, xanh Lê Vy. Đây đây mình đang mã xanh kia rồi. Ờ. Đợi số 5 cho Thúy Mai kìa. Rồi mã đỏ. Đỏ chị Minh Minh. Chị cho mang đủ comment sau.
Bạn Thị Hương comment sau. 52-55 kỳ mã 175. 52-55 kỳ mã 175. 175. Ngày 3 giờ thứ mai. Phong này các chị ơi, 55 kỳ mọi người. Rồi chị Mimi nha. Mã 312. 312. Cái này chắc không có mình mọi người. 55-58 kỳ mã đen. 312 cho chị Thúy Mai. 55-58 kỳ mã đen. Mã đen. 55-60 kỳ. Mã 12 đen đó. 55-60 kỳ mã 12. 12. 55-60 kỳ mã 12. Năm mươi lăm cái đẹp mã xanh. Đen có cổ không? Không có cổ. Không có cổ á. Đen có nhường kia, nhường kia. Không thì nhường. Đen. Nhường chị Phạm Thị Hương. 55-58 chị. Xanh chị Trâm Anh Đỗ. Mã số 3. 55-58 chị mã số 3. Tìm cái rót thì lên nước rồi. Mã số 3. Hết combo rồi, hết combo rồi bạn ơi. Mặt đào ơi. Số 3 chị Phạm Thị Hương. 48-50 kỳ mã số 6. 48-50 kỳ mã số 6. Mã số 6. Sáu chị Phạm Thị Hương. Nó làm kỳ mã lại. Nó làm kỳ mã lại. Dạ hết cao luôn rồi. Nó làm kỳ mã lại. Này con nhìn kìa. Lại chị Trâm Anh Đỗ. 50-52 kỳ mã 42. 50-52 kỳ mã 42. Con này xinh nè mọi người. 55 kỳ mã số 2. Mã số 2 giờ nó giúp đùng đùng rồi. Mã số 2. 65 kỳ mọi người, 65 kỳ. Không biết còn con nào có mũ không. 65 kỳ mã số 3. 65 cái đẹp mã số 3. Năm mươi lăm kỳ mã 17. 55 cái đẹp mã 17. Ngon đẹp mã 17. 60 kỳ mọi người, mã 60. 60 kỳ mã 60. 55 kỳ mã xanh. 55 đẹp mã xanh. 55 kỳ mã xanh. Còn mấy con dưới đẹp lắm này. 50-52 kỳ mã số 7. 50-52 cái đẹp mã số 7. Số 7 mọi người ơi. 55 cái đẹp mã đỏ. Số 7 là Thúy Mai. Ok. 55 kỳ mọi người. Mã 24. 55 kỳ mã 24. Rồi xin mã 24. Thêm mấy con siêu phẩm đẹp lắm đâu rồi ta. 24 chị Thúy Mai. 52 kỳ mọi người ơi, mã 67 em này. 52 kỳ mã 67. 52 kỳ mã 67. 67. Resize mã ghi lê. Ghi lê 30k đi mọi người. Ghi lê 30k. Năm mươi lăm năm sáu kỳ
Mã 20. Con này dễ thương mọi người. Mã 20. 55.6 tỷ mã 20. Size S mã đen. 20 chị Thúy Mai. Size S mã đen. Size S mã đen. Nó là 58 tỷ mã xanh. 55.8 tỷ mã xanh. Cái gì? Con mũ nhỏ. Có người chốt chưa? Giờ giờ hỏi là chịu đúng không Mận ơi? Mận Đảo ơi. Size S mọi người. Size S mã số 9. Size S mã số 9. Size S mã đẹp mã số 9. 5560 tỷ mọi người. Mã lạ. Gia lộn một lớp. 5560 tỷ mã lạ. Con này đẹp lắm. Là chị Minh Nhi. Con siêu phẩm này đẹp lắm. Sáu mươi sáu năm tính mọi người. Ủa cái này bán tới 150 lận. Mã đẹp. Mã đẹp cho em này. Mã đẹp. Đẹp chị Minh Nhi. Sáu mươi lăm thì mãi dài. Sáu mươi lăm thì đẹp mãi dài. Rất đẹp rồi mọi người. Năm mươi sáu mươi kỳ mã số 2. Năm mươi sáu mươi kỳ mã số 2. 48-50 kỳ mọi người. 48-50 kỳ mã số 4. 48-50 kỳ mã số 4. Lai thì mấy con nữa nghịch mọi người ơi. Size S mã ghi lê. 4 tỷ thuê ma. Size S mã ghi lê. Hết rồi mình trang thôi, hết hàng rồi. Like con này ở đây hết hàng nghỉ mọi người. 55 tỷ mã đen. 55 tỷ mã đen. Rồi hết hàng rồi các chị ơi, ai có đơn mọi người inbox qua cho em nhé. Đi lê chị Thúy Mai. Ai có đơn mọi người inbox qua cho em này. Cái này em tặng cho mọi người. 55-56 tỷ tặng cho em này. 55-56 tỷ tặng. Rồi ai có đơn mọi người inbox thì chỉ có cho em. Sáng mai 9:30 bên em live giả nha mọi người. Tối nay em live, tối mai em live giả đây này mọi người. Mê luôn á. Đây. Mọi người thấy giả tiếp bên em chưa? Trời không mê mới là lạ các chị ơi. Không biết cả thấy em gì. Đây. Tặng cho chị Thúy Mai mini sao. Đây này mọi người. Tối mai em live nhá. Rồi bye mọi người. Ai da. Bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tối mai mọi người, Linh Chi tối mai nhá. Trời ơi, dạ mà mê luôn á chị ơi. Nhìn cái lô hàng mà mê mận. Rồi tối mai em like nha mọi người, 9:30 sáng mai là like áo dạ nha. Chốt đen chị chưa? Chốt rồi chị ơi, chốt chị đây đen chị nữa. Rồi bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Mai theo dõi like em nha mọi người.